chương 31 Nhọn Sam Hạt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoắc tinh dịp trung học thời đại nhìn qua không ít lời tình tiểu thuyết, trên đường trở về liền nhịn không được não bổ, cái kia trong ngăn kéo trang đến cùng là cái gì? Thư tình Rất không có khả năng Quyển nhật ký Không quá tiết kiệm năng lượng Chẳng lẽ lại là thủa thiếu thời hậu mỗi người gặp phải chính mình xinh đẹp như hoa vụn trộn động tâm vỗ xuống ảnh chụp giống như, càng không khả năng. Sở tuần thư phòng không có khóa lại, hoắc tinh dịp tại cửa ra vào tiến hành gần nửa giờ đấu tranh tư tưởng, vẫn là cởi xuống dép lê mặt tất đẩy cửa vào, vừa rảo bước tiến lên bước đầu tiên, nàng cả người triệt triệt để để sững sờ tại chỗ cũ, một cái rơi xuống đất giá sách, một bộ chất gỗ cái bàn, một phương độc tủ, hẹp mỏng trên mặt thảm phản chiếu ra bát sắt dày đặc tràn ảnh. Ba mặt không treo trên tường đầy thực vật tiêu bản, to to nhỏ nhỏ, lộng lẫy tinh xảo. Lá sen dây sắc quyết, hẹp lá bình ngươi cỏ nhỏ, hải nam thô phỉ, lượt bí ba mũi sam. Rất nhiều, hoắc tinh diệp thậm chí liền danh tự cũng sẽ không niệm. Từng bước một băng khoăn, tựa như đi vào một mảnh rừng rậm. Thô thô xem xét, những cái kia tiêu bản cách một tầng thật mỏng tấm kính an bình, một mạc, án binh bất động, ngươi càng nhập càng sâu, các nàng liền bắt đầu hô bằng dẫn bạn, chờ ngươi đi đến chỗ sâu nhất vừa nghe chim gáy, một chùm ánh nắng từ lá khe hở vẫy xuống, toàn bộ thế giới, đi theo liền tiên hoạt. Cốt thép xi măng trong lồng giam hiếm có loại này nguyên sinh thái nhà bảo tàng. Càng xem càng sống, xanh biết thư sướng lòng người. Thẳng đến mặt trời sắp lặn, hoắc tinh dịp đói bụng chuẩn bị điểm thức ăn ngoài, lúc này mới nhớ tới chính mình tiến đến là muốn tìm đồ vật. Duy nhất ngăn tủ đúng là bên trái, tầng thứ hai ngăn kéo cũng xác thực bên trên lấy lét ngăn bốn chữ số mật mã khóa. Hoắc tinh diệp tiện tay thua cái 1234, nhắc nhở sai lầm, nâng cầm lên nghỉ một hồi, đưa vào sở tuần điện thoại sau bốn vị, nhắc nhở sai lầm. Đưa vào sinh nhật của hắn, nhắc nhở sai lầm. Mặt dạng mày dày thua sinh nhật của mình, vẫn là nhắc nhở sai lầm. Nếu như là bốn chữ số, mỗi chữ số không đến 9, 10 cái con số lời nói, tổng khả năng liền là 14 lần phương, 1.000 lần, a à không đúng, một vạn lần. Nếu như mình một phút nếm thử 30 lần, như vậy một giờ liền là 1.800 lần, nói cách khác, không đến 10 giờ, chính mình liền có thể kiểm tra xong tới. Nhưng là một lần muốn theo 4 cái khóa, tổng cộng liền muốn theo 4 vạn lần. Trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan vo thành một nắm, hoắc tinh dịp nhận mệnh thở dài, đè xuống, không 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 không, đầu ngón tay chảy xuôi một cổ nồng đậm tuyệt vọng, sau đó, không 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 một, không 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 hai. Trong phòng khách, rơi xuống đất chung tích tắc lắc lư thanh mơ hồ truyền đến thư phòng. Trong thư phòng, lão tướng quân liền muốn chập mắt, kết quả mỗi lần đều tại mí mắt muốn khép lại trước một giây, bị mật mã sai lầm, mời một lần nữa đưa vào bừng tỉnh, hắn không thể nhịn được nữa, ấm nguội nuốt duỗi ra cổ, từ góc tường bò tới ngăn tủ bên cạnh. không không kiên trì liền là thắng lợi. Hoắc Tinh Diệp thuận tay mò lên ngăn chặn chính mình váy Đông tướng quân, giờ hắn xác đem hắn ôm đến trước màn hình, dùng ngón tay cho hắn nhìn, ngươi đến theo, trước theo cái này, không? Đông tướng quân biết nghe lời phải theo, không? Lại theo một cái, một. Đông tướng quân đem màn thịt màn móng vuốt phóng tới, năm, bên trên. Hoắc tinh diệp tai, thanh. Được rồi, được rồi, ngươi tùy tiện theo đi, dù sao còn có 9.900 lần, tí tách, mật mã chính xác. Nếm thử, bị ngạnh sinh sinh kẹt tại yết hầu, Hoắc Tinh Diệp nhìn qua trên màn hình cái kia, không năm trung lên mấy giây, cúi đầu kém chút nghĩ hướng đông tướng quân võ lưng thân. Mà khi nàng cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bên trong tấm kia tấm kính, lập tức không biết nên tức giận hay là nên mỉm cười. Kỷ nhiễm giữ tiếp vào điện thoại thời điểm, ngay tại phòng bếp giúp cố trầm nếm đồ ăn quen không có quen. Trong điện thoại cái kia thanh, bảo ngươi lão công nghe, sát khí tràn trề, dọa đến kỷ nhiễm giữ tay mềm nhũng, đổ trượt đi, cả khối mới ra nồi sườn xào chua ngọc đột nhiên rơi miệng bên trong đem nàng bỗng đến thẳng nghe răng ngươi nha làm sao không cẩn thận như vậy cố trầm bất đắc dĩ một tay tiếp nhận lão bà điện thoại trong tay mở miệng đề ném bồn rửa một tay gác qua lão bà miệng bên cạnh ra hiệu nàng phun ra nhìn cũng không nhìn điện thoại một chút thẳng nhiên nói cỏ gia ngươi làm cái gì cố trầm ngươi mẹ nó chơi ta đúng không liền một tổ tin diệp thảo tiêu bản gọi kinh hỉ ngươi đến cùng biết hay không kinh hỉ là cái gì a à? Đầu bên kia điện thoại nghe được cái gì, mặt chỉ chốc lát, giữ tử các ngươi đang làm cái gì, thở nhỏ giọng một chút. Nàng bị xương sườn bỏng đến, một bên bỏng một bên lại không nở nôn, cố trầm bật cười, nhìn qua lực đạo rất nặng kỳ thực rất nhẹ gãy một cái người nào đó cái trán quay người đổ nước trả lời nói, ngươi không phải gọi hoắc tinh diệp sao? hoắc tinh diệp không hiểu thấu. Đúng vậy a à có thế tinh diệp thảo cũng là một loại hy hữu thực vật a à, trùng hợp mà thôi cố trầm a tâm thanh bưng nước để kỷ nhiễm giữ uống xong lúc này mới nói tiếp có thế hắn trước kia không phải nghiên cứu tinh diệp thảo ngươi biết về sau hắn tại sao muốn chuyển thành nghiên cứu tinh diệp thảo sao Hoặc tinh diệp sững sờ vì cái gì a à? chính mình xem thật kỹ sách chuẩn bị cẩn thận giảng bài ít đến đoàn làm phim cuốn lấy ta lão bà thế nhưng là vì cái gì a à, tút túc tút túc. cố trầm trực tiếp cúp điện thoại. Hoắc Tinh Diệp đột nhiên có chút muốn mắng thô tục. Giải quyết xong một phần khoanh tay thức ăn ngoài, lại tắm rửa một cái. Hoắc Tinh Diệp lần thứ hai ẩn vào thư phòng quan sát cái kia phần kinh hỉ, lúc trong lòng có chút suy nghĩ. Cuối tuần liền muốn bắt đầu thử giãn, lần thứ nhất thử giãn tại thứ hai đến thứ năm bốn ngày, lần thứ hai thống nhất vào thứ sáu. Ta cảm thấy la vi nhất định là cố ý, bằng không bằng ta chưa bao giờ có, lại đến một bình cùng phá hóa đơn chưa từng trúng thưởng để dành tới vận khí, làm sao có thể liền xếp tới thứ hai, mặc dù là cái cuối cùng. Ta xem không ít sách cùng video, thôi miên điểm đã từ nửa giờ trì hoãn đến 35 phút, ta cảm thấy chính mình cuối tuần này luyện thêm hai lần, có lẽ đại khái hẳn là khả năng không có vấn đề quá lớn. Đúng, còn có. Ngươi đến cùng lúc nào trở về a? À? ngươi tinh diệp cùng ngươi tinh diệp thảo đều nhớ ngươi. Không năm một hai, liên phát ba đầu quá khứ, hoắc tinh diệp không có ôm quá lớn kỳ vọng hắn sẽ hồi phục. Sông sen bờ cây ngô đồng ở trong màn đêm lúc sáng lúc tối, hoắc tinh diệp từ trái đến phải đếm tới thứ năm khỏa, màn hình phút chốc sáng lên. Đơn giản hai chữ, thứ ba. Thứ sáu khỏa ngô đồng siêu quần bạc tụy, xa thiên phù quan khảm tại nó cây eo, nổi bật lên ngọn cây vì sao kia cô độc đáng yêu, một lời cô Dũng muốn đi tiến trận kia tươi đẹp nhưng lại mang theo điểm càng gần càng cẩn thận tình e sợ. A à thị là trời sáng, cách xa nhau xa xôi một tòa khác thành thị thì là mưa dầm liên miên. Vùng ngoại thành biệt thự lộ thiên trên ban công, hai nam nhân ngồi đối diện nhau, một cái quần áo tùy ý tư thái lỗi lạc, một cái âu phục dày da thân hình khô héo gầy. Mặt tây phục nam nhân kia mang theo khẩu trang, lộ ra ngoài con mắt con mắt vẫn đục, bên trong mơ hồ sen lẫn túng dục quá độ mờ nhạt hắn bưng trà suýt một ngụm, thao lấy việc được tiếng nói nói. Ngươi có tin nhắn. Sở tuần liếc một chút, hời hợt hồi. Quảng cáo. Út. Thật sao? Nam nhân đặt chén trà xuống, suy đạo, quảng cáo ngươi trả về phục. Hai chữ. Sở tuần thu tầm mắt lại, mặt không biểu tình. Lui đặt trước. Nói chung không nghĩ tới đáp án của hắn, nam nhân trệ trệ, lập tức trò đùa nói. Đây không phải ngươi tư nhân hào sao. Quảng cáo hơi nhiều à. Lạnh pha trà nhiệt dung riêng trà càng giảng cứu thủ pháp, nóng đổi lạnh xong, mỗi một bước trà lượng lượng nước bao quát pha tốc độ đều sẽ tác động đến lá trà trong thành phần thuốc thuộc da và chế mực, K.phe kinh từ đó ảnh hưởng cảm giác. Sở tuần tay phải cầm trường ấm chui, thủ đoạn nghiêng, trầm thấp bình nhuận tiếng nói nhân tại cào ào lạp lạp, tiếng va chạm bên trong. Nơi có người liền có giao dịch, rộn ràng đều là lợi, đã có người nguyện ý mua, vậy liền có người nguyện ý bán. Thái độ của hắn ôn hòa, gió xuân dậy bảo bàn từng tia từng tia nhập quyển. Rõ ràng từng chữ cũng không thấy sát thương, nam nhân không biết thế nào, lại bị chọc giận. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Sở tuần buông xuống ấm nước, thon dài trắng nõn chỉ bóc nát khổ đinh lá cây hướng trong chén hỗn tạp, rất thưa thất một tầng rơi xuống mặt nước thổi qua đến lại phù quá khứ. Hắn chậm rãi dùng thì đem trà nát trộn lẫn đến tận dưới đáy. Nói đi, ngươi còn muốn cái gì, một lần cuối cùng thôi, ngươi rốt cục nhịn không được rồi. Nam nhân chợt một chút tức cao giọng nói, một đôi mắt hung ác nham hiểm giống như rắn độc chăm chú quấn trên người sở tuần. Sở tuần như của một phái đạm bạc, khoanh tay đỡ lấy trên bàn thùng băng, duỗi dài môi từ bên trong múc ra một khối băng. Sau đó, treo đến cốc bên trên, chậm rãi nói. Ta muốn thành gia. Ngươi, nam nhân vừa muốn nói gì, sở tuần đột nhiên ngước mắt, mắt sắc rất nhạt, tựa như thiên sơn phía trên gần mây chi đỉnh, bọc lấy tan không ra tuyết trắng mênh mang, thoáng đụng một cái, chính là băng kiếm xương xương, lạnh gần ngạt thở. Nam nhân hừ cái đơn âm tiết, khoét hắn một chút phất tay áo rời đi. Mưa đêm dặn dò, ống ánh sáng long lanh cố băng đột nhiên ngã tiếng lăn trà, cục 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 bọc khí bốc lên sông tiêu tận có hương trà lên, lượng lờ sương mù tản ra hai con ngươi lạnh lùng, hàng ý rút đi, chỉ còn một mảnh ôn nhuận, dáng vẻ nhã khổ, cảm nhận như ngọc. Quá cuối tuần tốc độ xưa nay là quá ngày làm việc nhiều lần. Vì phản hồi sở tuần các học sinh hai ngày này đỉnh lấy tràn đầy, xong tử lá cương, dinh dưỡng khí quan, thân mạch tiêu bản, đầu, tới nghe cái gì cốt nghệ thuật, hoặc tinh dịp chủ nhật luyện tập kết thúc về sau, kêu lên cái này trùng trùng điệp điệp mười mấy đồng học hẹn sông sen bờ tự phục vụ thịt nướng. Mọi người lúc đầu coi là, giống hoắc ca nhi loại này phải gìn giữ dáng người giữ gìn hình tượng yêu đậu ban đêm sẽ chỉ ăn nước trắng nấu rau xanh, ai ngờ, tùy tiện liền đánh mặt Lý Dĩnh ăn trước nói mình, toàn trường nhiều nhất, buông lời. Vương Văn thì biểu thị, lần thứ nhất bởi vì một cái nữ minh tinh ăn được nhiều mà triệt để vòng phấn. Kêu cái gì nữ minh tinh? Lý Dĩnh một bàn tay đập vào cộng tác tráng, giữ dằn giáo dục, gọi sư nương. Vương Văn bị đau, ông đầu nhận lầm. Hảo hảo, sư nương. Muộn thiên hà quan vừa vặn, Diễm lệ sắc thái phát họa ra từng trương thanh xuân giàu giạc mặt, hoắc tinh diệp nhìn xem bọn hắn tại trong vần sáng vui cười, chỉ cảm thấy dĩ vãng những cái kia mê người ồn ào náo động không đến đây khắc đơn giản đùa giỡn. Nàng xoát thẻ ra vào mang các học sinh tiếng tiểu khu, miễn cười nói qua nhiều lần lắm rồi, còn không phải sư nương. Dù sao đều ở cùng một chỗ, Lý Dĩnh kéo nàng cánh tay cười híp mắt nói, sớm muộn sẽ là. Cửa trong đình Bảo An đại thúc nghe nói như thế, báo chí sau ánh mắt sáng lên. Nguyên lai like các ngươi ở cùng một chỗ a? Một đoàn người kỳ quái, đại thúc Dương lên cái cầm mang theo vài phần đắc ý nói. Lão Dương không phải nói ngươi là sở giáo sư hàng xóm, ta đã nói rồi hàng xóm làm sao có thể dựng vào sở giáo sư xe, cái này nhiều năm, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sở giáo sư tay lái phụ ngồi loại người. Lý Dĩnh cùng Vương Văn ồn ào. Nha nha thiết khắc náo. Hoắc Tinh Diệp đỏ lên khuôn mặt trắng chống đỡ trấn định giận. Nhỏ giọng một chút, ta cho các ngươi phát hồng bao. Ngày mai sẽ phải lần thứ nhất thử giảng, Hoắc Tinh Diệp cho là mình sẽ khẩn trương đến ngủ không được. Không biết là thịt nướng có thể an thần, vẫn là đám kia một mực ồn ào, sư nương, học sinh quá đáng yêu, hoắc tinh dịp tối hôm đó, ngủ được đặc biệt tốt. cốt đến ngày thứ hai, bị Lý Dĩnh lo lắng điện thoại đánh thức, nhìn thấy đối phương phát tới kết nối, cả người như cảnh tỉnh, lập tức, mộng trên giường. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 Sa mây trạm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com khi là sân trường tưới diễn đàn bên trên một thiên trường văn chương, văn hay chữ đẹp. Thần Đào Hoắc Ca Nhi cùng sở giáo sư quan hệ, tiêu đề lấy được rất đơn giản, nội dung lại là Trợ lý lưu lị trong tay có hoắc tinh dịp về bộ tài khoản mật mã, vì chính là có đôi khi hoắc tinh dịp đầu óc phát sốt nói nhầm, nàng có thể kịp thời xóa bỏ. Tỷ như, đổi diêu uyển oánh nhìn thấy tốt phiến liền muốn hướng đạo diễn người đầu tư trên giường bò. Tỷ như, nói ngụy dịch không biết trời cao đất rộng lại tỉ như, trong đêm khuya đầu kia chỉ tồn tại một giờ không đến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đông Nam hệ lực khống chế đủ để cho ủy bộ không phát ra được bất luận cái gì liên quan tới hoắc ca nhi hoặc sớt mềm văn, nếu như không phải người viết đề, hoắc tinh diệp cơ hồ đều muốn quên cái này gốc trạ. Từ chính mình cùng hứa hút bọn hắn chuyện xấu biến mất nguyên nhân bắt đầu, đến ngụy dịch nói hắn cùng mình không hợp, lại đến chính mình cùng sở tuần tại Nam đại phạm vi nhỏ náo chuyện xấu cuối cùng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, mạng lưới giải thích. Luận cứ đầy đủ, tầng tầng tiến dần lên. Tinh xảo mà rất có kích động tính tìm từ để thiên văn chương này trung tâm tư tưởng lấy mỗi phút trên trăm đầu tốc độ tại bình luận bên trong nổ tung, không thích ăn súp lơ súp lơ. hòa tào. Hoắc ca như vậy mà tốt cái này miệng. SM. Còn băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trách không được dây xóa, quả thực không muốn kích thích hơn vừa nghĩ tới ta nam thần nhóm theo nàng chơi loại trò chơi này, ta thực sự là đã lấy quan. Bún thập cẩm cây không bỏng. Liền một chữ, cây con mắt. Quý vòng bồi loại này bạch phú Mỹ coi như xong, dựa vào cái gì kéo lên chúng ta sở nam thần. Ngươi không có ảnh tử sao? Vạn nhất hoắc ca nhi chỉ nói là tâm tình đâu. Các ngươi cũng thật sự là rất thần kỳ, năm chữ một điểm đồ liền bắt đầu âm mưu luận, con mắt là màu vàng a nhìn cái gì đều là vàng không hợp nhau một tầng lầu rất nhanh bao phủ tại càng lớn càng mãnh liệt tiếng mắng bên trong học bá tiểu tư trên lầu là hoắc ca nhi tiểu hào vẫn là hoắc ca nhi phan cuồng a rửa sạch cút hơn nửa đêm trên giường băng hỏa lưỡng trọng thi ngươi nói là tâm tình cái kia hứa hút ngụy dịch bọn hắn nói không hợp ngươi giải thích thế nào thần mẹ nó tính cách là trên giường không hợp đi một cái dựa vào trong nhà bối cảnh tự xưng là tổng tiến công tại ngươi vòng làm loạn coi như xong, dựa vào cái gì muốn cuốn lấy chúng ta sở giáo sư. Nước nấu từng mảnh cá. Ngẫm lại trước đó có người nói ngụy dịch cọ nàng nhiệt độ, thật sự là kỹ nữ lập đền thờ, chính mình hành vi không ngay thẳng còn dạy mẹ ngươi sách, lăn ra nam đại chạy trở về ngành giải trí. Tay cây bao tiếp một ngắn tay thao bàn thủ. Vẫn đứng la sở chính phú không lay được, bị sinh viên đuổi theo bưng lấy thoải mái đủ hoắc mổ người cút đi. Nga tròn khối. Người nào đó trước khi đến liền nói Nam Đại muốn bị nàng quấy đến chướng khí mù mịt, hiện tại tốt. Cút. Hoắc tinh dịp một đầu một đầu kéo xuống, sắc mặt ngược lại càng liễm càng nhạt, nhìn thấy cuối cùng, lại cười lên tiếng tới. Lý Dĩnh ở trong điện thoại có chút lo lắng. Hoắc ca nhi, ta đã phát cho sở giáo sư, nhưng sở giáo sư giống như liên lạc không được không có hồi phục ngươi nhìn cần giải thích một chút sao? Nghĩ đến cái gì, nàng nhẹ giọng trấn an. Hoắc ca nhi ngươi yên tâm, chúng ta làm đệ tử đích truyền, đã ăn ngươi mời thịt nướng, vậy khẳng định tất cả đều ngươi đứng lại. Đích truyền. Hoắc tinh dịp, phốc phốc, phá công, tiếp theo công môi đạo, không cần làm sáng tỏ, thanh giả tự thanh. Đúng, ngươi biết cái kia gọi loa nhỏ phát bài viết người sao? Lý Dĩnh nhíu mày. Đây là nặc danh diễn đàn, bất quá có quyền hạn mà nói có thể ra IP. Ngươi thật không nói một chút sao? Bọn hắn chửi giỏi lắm khó nghe. Cây gối ôm mềm mại sinh động, mái tóc đen dài như thác nước trút xuống. Nữ tử trắng thuần thon dài đầu ngón tay câu được câu không vòng quanh lọn tóc, lên tiếng bình yên. Ta giải thích bọn hắn sẽ nói cưỡng ép giảo biện, ta không có giải thích bọn hắn sẽ nói có tật giật mình. Một cái mị nhãn đều có thể liên hệ với tâm lý học bị chuyện, người này rõ ràng liền là không muốn để cho ta trắng giả. Lý Dĩnh. Cái kia. Không quan hệ, mọi người nói nói liền quên, hoắc tinh dịp trái lại khuyên nàng, ta lòng tham lớn, chân thực không được, còn có khác biện pháp. hoắc tinh dịp chuyển tới về sau, cùng Hồng Nhã thông qua mấy lần điện thoại, không có gì khoảng cách thế hệ, nhưng cũng không có tốt đến thành thật với nhau không cố kỵ gì trình độ. Ngón tay treo tại cái kia dãy số bên trên dừng lại một hồi lâu, nàng cuối cùng không có ấn xuống. A thị phục thiên đi đến, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Tối hôm qua nói chung có hay không người nghe được mưa đêm, ba ngày không khí có chút ý lạnh, mây trắng cùng ngẫu nhiên đi ngang qua cánh các hình đều rất giống bị trạm sắt kéo xa, hoắc tinh dịp đi ở sân trường đường mòn bên trên, lòng tràn đầy đầy mặt đều tràn đầy bên cạnh hơi ướt át bùng đất hương khí. Đây không phải là hoắc ca như sao? Nghe nói hôm nay nàng muốn thử giảng, đi nghe sao? Một người nữ sinh hỏi đồng bạn. Nghe cái gì nghe, đồng bạn giật giật tay áo của nàng, may hoắc gia bối cảnh ở nơi đó, quầy bộ che giấu từ mấu chốt không phát ra được đi, bằng không loại này bê bối một truyền, nàng nếu là cái nữ minh tinh, diễn nghệ kiếp sống đều muốn xong. Ai, nữ sinh thở dài, coi như thôi, không nghĩ tới sở giáo sư cũng như thế sa đọa. Ngươi đừng kéo sở giáo sư xuống nước a, nghe nói một mực là Hoắc Ca Nhi đang đuổi, sở giáo sư xa cách sở giáo sư cao như vậy lĩnh chi hoa làm sao có thể vì ít tiền sắc rủ xuống, đoán chừng đi công tác trở về sẽ vung mặt cho nàng xem đi, dù sao đem hắn thanh danh kéo thành dạng này. Khả năng đi. Cái kia hai nữ sinh từng tại suối phun bên cạnh mỉm cười tìm nàng muốn quá chụp ảnh chung, này toa lại giả vờ làm không biết bàn cúi đầu đi mau đi. Hoắc tinh dịp cùng nhau đi tới lời đàm tiếu nghe mấy lần, cũng không lắm để ý, chỉ là lưng thẳng tắp, không góc chết bên cạnh nhang có chút kéo căng ở sát vai về sau, lưu cho các nàng một đạo nhanh nhẹn bóng lưng. Một bộ xanh nhạt đến gối A chữ váy đem thân eo phát họa đến tinh tế tinh tế, vũ mị gợn sóng quyển bị tùng tùng quán thành cái nụ hoa búi tóc. Tăng thêm một đôi tố ngọ nguồn tiểu bạch dày phối trân châu bông tai, da tích mỹ mạo, đôi mắt sáng liếc nhìn, hoắc tinh diệp cổng hai vai bao đi vào phòng học lúc, cả người tựa như tháng ba đệ nhất xóa rút ra chồi non, tại đầu mùa thu mang theo đến một sợi tươi sống chi ý. 45 phút lúc trường, thứ hai đếm ngược cái đồng học giảng hơn phân nữa. Đại khái là học lý giải thân, bạn học kia logic tương đương nghiêm cẩn, thỉnh thoảng xen kẻ một hai cái âm dương hòa hài lão tài xế trò cười, ngược lại đem trung y dưỡng sinh lớp học mang đến giải trí liên tục, chớp mắt đến xuống khóa. Học sinh đi một nhóm lại tới một nhóm. Chung vào học vang, khoác tinh dịp tại ầm ĩ khắp chốn bên trong đứng ở trên giảng đài. Phòng học lớn đen nghiệp ngồi gần số trăm học sinh, Mười cái xét duyệt đoàn thành viên phân ngồi tại hàng cuối cùng hai bên trái phải. Hoắc Tinh Diệp nhàn nhạt đảo mắt một vòng, ánh mắt trên người La Vi dừng lại một giây, thu hồi lại, cũng không chiêu hô mọi người im lặng, chỉ là yên lặng liền lên máy tính, mở ra một sấp văn kiện, tế nhuyễn âm điệu xuyên thấu qua trong tay microphone truyền khắp phòng học các ngõ ngách. Rất nhiều người nhận biết ta có thể là thông qua phim ảnh tivi kịch hậu màn biểu, có thể là sơn móng tay giáo trình, cũng có thể là là ngôn luận, nhưng hôm nay, ta lần thứ nhất làm lão sư đứng lên bục giảng, muốn cùng nhất các ngươi chia sẻ, là ta đã từng như các ngươi bình thường lớn, làm học sinh vẽ xuống tác phẩm. Lượt không thành thục, chỉ cung cấp cười một tiếng. Bước thứ nhất là thủy mặt, đường công dày đặc, rải rác mấy bút, liền đem hình tượng phủ lên đến diễm lệ lạnh lẽo. Cái này ba bức họa là liên quan tới một giấc mộng, một cái ta lâu dài sẽ làm mộng, hoặc tinh dịp đem con chuột xê dịch về tiêu đề, nói khẽ, mộng bộ thứ nhất phân là thơ cùng phương xa. Tạc giả Tây Phong Điêu Bích Thụ, độc thượng cao lâu, vọng tẩn thiên nhai lộ. Bức thứ hai vẫn là thủy mặt. Hai màu trắng đen lộn xộn chất chồng, toàn bộ hình tượng xen lẫn đến kỳ quái. Mộng bộ hai phân là mạo hiểm, gặp nạn, tiến thoái lưỡng nan, hoắc tinh dịp nghĩ nghĩ, mỉm cười, hẳn là họa tại ta đại nhị năm đó, sơ sơ gặp may, tiền tài danh lợi bọc biển đồng dạng vọt tới, cùng nói ta đứng ở đỉnh sóng, không bằng nói ta đứng ở vực sâu biên giới. Bức họa thứ ba ấn mở, cồn ào náo động tiêu tán, đám người xôn xao. Bởi vì chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc trả rời chỗ tiêu đề dưới, là trống rỗng. Đây là ta mộng bộ ba phân, hoắc tinh dịp cắn chữ ôn nhu, như châu như ngọc rõ ràng giòn rơi, mỗi lần ta muốn rơi xuống trước đó, trong mộng cũng có thể cảm giác được một đôi tay, vừa đúng xuất hiện, đem ta kéo về, có thế ta thấy không rõ thân hình của hắn, thấy không rõ mặt của hắn, thậm chí không biết là nam nhân vẫn là nữ nhân, cho nên lựa chọn lưu bạch. Hoắc Tinh Diệp dần vào giai cảnh, căng cứng khuôn mặt nhỏ không để lại dấu vết nhu hòa xuống tới, nắm váy tay cũng chậm rãi buông ra. Mà nghệ thuật giám thưởng cùng các khoa một địa phương khác nhau, cũng ở chỗ lưu bạch. Tình yêu, thân tình, hữu nghị, hân hoan, thương xót, đắc chí, thất ý, nghệ thuật ý nghĩa ở chỗ mỹ hóa cùng giữ lại nhân sinh lý lịch bên trong những cái kia động lòng người tình cảm, mà tại biểu đạt về sau, trọng yếu nhất, cũng là đối bản nguyên suy tư cùng Lưu Bạch. Phía dưới, liền để chúng ta tiến vào hôm nay bộ thứ nhất phân, Lưu Bạch. Ngồi tại bục giảng nhìn xuống người khác giảng lúc, hoắc tinh diệp cảm thấy rất đơn giản, liền cùng mình đối lý dĩnh vương văn bọn hắn luyện đồng dạng. Đi theo Power Quan bên trên đề cương kể xong 45 phút coi như đại công cáo thành chỉ có coi là thật đứng lên trên về sau, tham gia qua vô số trao giải lễ, đối mặt trường thương đại pháo vĩ lâm lấp lóe đều có thể thần thái tự nhiên chuyện trò vui vẻ hoắc tinh diệp nhịp tim như sấm, khi thì lật giấy chỗ, hai chân còn tại rung nhẹ nhẹ. Cứ việc, trên mặt nàng một phái lạnh nhạt thông dong. Đợi đến 35 phút tả hữu, hoắc tinh diệp vừa vặn thẻ đến thử giãn lúc hoàng mỹ nhất tác phẩm giải thích bộ phận, hình ảnh tăng thêm lỗ hổng, Nàng khóe môi vừa dơ lên một cái sự suy thoái độ cong, một đạo nghiêm túc giọng nữ ở phòng học hậu phương vang lên. "Hoắc lão sư xin chú ý thời gian, còn có 10 phút đã tan lớp, nếu như hình ảnh một mực tăng thêm không ra, có thể lựa chọn nhảy qua." Hoắc Tinh Diệp ngẩng đầu nhìn về phía La Vi. "A." À, la Vi giơ tay dùng bút cho nàng chỉ một chút đồng hồ treo trên tường. Hoắc Tinh Diệp gật gật đầu, xoay mặt lại nhìn về phía màn hình lúc lại chợt một chút quên đi trong màn hình tác phẩm kêu cái gì bức họa này rất quen thuộc thật rất quen thuộc quen thuộc cho nàng đều khinh thường đem danh tự cùng tác giả đặt ở đề cương bên trên nàng cho là mình có thể thuận miệng liền đến lại chưa từng ngờ tới bị la vi vừa mới cái kia một chút đánh gãy danh tự cùng tác phẩm đều đến bên miệng nhưng chính là nói không nên lời thật quá quen thuộc quá quen thuộc quen thuộc đến một giây sau liền có thể nói ra nàng há to miệng hết lần này tới lần khác lại cái gì đều nói không nên lời. Lần này La Vi không có nhắc lại, hoắc tinh diệp cũng không cam chịu nhịp tim quá lúc đầu có thể sáng chói, lập tức liền có thể lấy nói ra được bộ phận này. Thời gian từng phút từng giây chảy xuôi. hoắc tinh diệp cả người giống như cọc gỗ xấu hổ xử trên bục giảng, dưới giảng đài vang lên tất tiếng sột soạt tốt tiếng nghị luận. Ai à nha, đến cùng có thể hay không giảng A, à, ta đều bay đu đến, học nghệ không xác đáng cái gì lão sư chính là, tới hay không đấu địa chủ. Hệ thống lại đưa đậu. Không đến, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì? Hoắc tinh dịp xuôi ở bên người tay càng nắm càng chặt, đốt ngón tay bắt đầu có chút hiện xanh hiện đau lúc, nàng hơi hô một tiếng. Đây là ta giáo sư La Trung Thành năm đó oanh động trung ngoại thành danh làm, xuyên tây tổ đồ, bức họa này ý cảnh, đinh linh linh. Trung tan học vang. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Kim loại xám Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghệ thuật giám thưởng cái này thông biết hạch tâm khóa lão sư cơ bản không có dạy quá giờ thói quen. Hoắc tinh dịp còn lại lời nói theo tiếng chuông liếu lo, cả người đi theo liền trệ ngay tại chỗ. Hàng thứ nhất đồng học hai hai đối mặt, tất tiếng sột soạt tốt thu dọn đồ đạc, bắt đầu có người đứng lên nói chuyện, có người đeo bọc sách rời đi. Đại khái là cùng giới chọi nhau khắc phái hút nhau, các nữ sinh phần lớn đi trước, các nam sinh phần lớn sau đi. Chỉ chốc lát sau, lớn như vậy phòng học chỉ còn lại như củ mộng tại bục giảng hoắc tinh diệp, dưới đài 10 cái giám khảo đoàn thành viên, cùng trước đó ngồi ở phía trước đánh xì dầu, hiện tại khí quyển đều không thở một ngụm mấy cái trợ giáo học sinh. Một mảnh trong trầm mặt, treo trên tường chung tí tách, vang đến mức dị thường rõ ràng làm truyền đạo thụ nghiệp chủ thể ta nghĩ hoắc lão sư hẳn là phải hiểu một cái đạo lý la vi ngừng tay trên xoáy chuyển bút ngẩng đầu nhìn về phía hoắc tinh diệp một bài giảng trọng điểm không phải ngươi nào đó bộ phận chuẩn bị được nhiều đầy đủ có thể nói được nhiều sáng chói ngươi bỗng nhiên nghĩ không ra liền không nói mà là ngươi hiện ra chỉnh thể hiệu quả sắc mặt nàng nghiêm túc treo kinh nghiệm phong phú bà ngoại gương tốt tình nói tiếp mặc dù ngươi bên trên khóa râu ria nhưng điểm này cũng là quan trọng nhất. Hoắc Tinh Diệp yên lặng đứng tại trên giảng đài, không có lên tiếng thanh. La Vi phân phó trợ giáo đem kiểm tra đánh giá biểu lấy tới, tiếp tục. Nếu như Hoắc lão sư không có minh bạch ta, ta có thể đơn cử đơn giản điểm ví dụ, liền nói ví dụ, ngươi đem một cộng một bên trên đến cho dù tốt, lại ưu tú tái xuất màu, bên trên ngàn ngàn vạn vạn lượt, có thế ngươi hội học sinh cũng chỉ là cái một cộng một. Trên thực tế, ngoại trừ một cộng một bên ngoài lão sư còn muốn giáo phép trừ phép nhân phép chia sau đó trung học hàm số bao nhiêu đại học taylor lê bim Hoác tinh diệp rất đẹp là mang theo điểm phóng túng mỹ dù là hôm nay váy trang đem khí chất liễm đến nhu thuận nàng vẫn là nhịn không được ngước mắt cùng la vi đối mặt trong nháy mắt đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất lưu quan mang theo vài phần có sức sống gốc kiềm chế nhỏ giọng hỏi lại cái kia gôn bác phỏng đoán đâu vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. La Vi sững sờ. Ngươi còn biết gôn bác phỏng đoán. Hoắc tinh dịp mấp mấy môi. Ta đàm ba điếm, La Vi cũng không cùng nàng nói nhảm, đang thẩm vấn hạch bề ngoài hoạch xong xiên về sau, đem biểu đưa cho bên cạnh đồng sự. Thứ nhất, thái độ của ngươi có vấn đề, ta đối với ngươi cũng không có ôm lấy địch ý, ngươi lại cưỡng từ đoạt lý. Hoắc tinh dịp tế nguyễn yết hầu có chút lăng lăng. Thứ hai, ngươi chuẩn bị đến không đầy đủ, La Vi nói, tác phẩm phân tích loại này mấu chốt bộ phận, ngươi power quan bên trên liền cái nhắc nhở đều không có, ngươi giáo án bên trên hẳn là cũng không có viết A, à, hoặc là nói, hoặc lão sư đối với mình năng lực quá mức tự tin, cảm thấy mình căn bản không cần giáo án. Hoặc tinh dịp há mồm muốn nói cái gì, La Vi phất tay. Khả năng ngươi sẽ nói La Trung Thành tiên sinh là đạo sư của ngươi, ngươi đối với hắn tác phẩm rõ như lòng bàn tay, nhưng ngươi cũng muốn biết, càng là biết bơi người cũng càng dễ dàng ngâm nước. Hoắc tinh dịp một câu kẹt tại ít hầu, sau đó, chậm rãi nuốt trở vào. Kế tiếp là điểm thứ ba, La Vi nghiêng đầu cùng bên cạnh đồng sự giao lưu hai câu, bình thản nói, người ý kiến, người khả năng không quá thích hợp làm lão sư, so với những cái kia cần văn bằng cần thâm tạo đồng học tới nói, cái này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch đối ngươi ý nghĩa cũng không lớn, cho nên, tổng hợp cân nhắc. Nàng dừng một chút, ta cho ngươi lần thứ nhất thử giãn thành tích, làm công phân. Ngoài cửa sổ tựa như lên mưa, tối tăm mờ mịt một mảnh. Gió từ nửa chi cửa sổ thổi vào, thổi đến váy rì rào rung động. Hoắc tinh dịp một mình đứng tại trên giảng đài, đưa tay đè lại dương bày lúc, không biết thế nào, trong đầu đột nhiên hiện ra nguyệt lượng sơn một màn kia, hắn dung mạo nhàn nhạt, đối dương di nói. Không sinh ra ngoài định mức hảo cảm. Mà giờ khắc này, Tại La Vi nói, không điểm, về sau, cái thứ hai lão sư cũng khách quan phê bình vài câu. Không điểm. Hoắc tinh dịp hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp xuống, cái thứ ba lão sư biểu đạt đã từng là nàng ủy bộ phan hâm mộ, sau đó. Không điểm. Hoắc tinh dịp trên mặt mang vừa vặn biểu lộ, gật đầu. Phía trước có cái trợ giáo nhìn không được, nhỏ giọng lầm bầm ta cảm thấy hoắc ca nhi giảng được cũng được a mặc dù lạnh nhạt một điểm nhưng phía trước 35 phút đều rất không tệ một cái khác đồng học lôi kéo ống tay áo của nàng ngươi nói nhỏ chút bởi vì đằng sau cái thứ tư lão sư cũng lên tiếng không điểm hoắc tinh diệp trên mặt lên điểm cười hướng hắn gật đầu ý cười lại không đạt đáy mắt bên trái cái thứ năm đi đến không điểm Hoắc Tinh Diệp gò má bên cạnh hãm lấy hai cái lúng đồng tiền nhỏ, hướng hắn gật đầu, đúng vậy, chỉ cần cái thứ sáu, không điểm, cho dù nàng lần thứ hai thử kể xong Mỹ đến người người mắc điểm, cũng không tiếp tục giảng cần thiết. Mỏng manh giấy A4 từ bên trái cái bàn treo đến hành lang, bên phải lão sư đưa tay tiếp nhận, gỡ xuống bút đóng. Hoắc Tinh Diệp nhẹ nhàng đóng lại đôi mắt, mấy giây làm xong nghe cái thứ sáu, không điểm, chuẩn bị tư tưởng, từ từ mở ra, một mảnh mông mông bụi bụi màn mưa bên trong, một thân ảnh càng đi càng gần, đi đến bên cạnh cửa, hắn một tay nắm chặt cán dù, một tay khép lại nang dù, đem dù cất kỹ, sau đó, dựa đến bên tường. Đẩy cửa vào. Cái kia tuấn tú tố mặt mày tựa như còn che đậy tầng sương mù, cứ như vậy, theo cái này một cái chớp mắt động tác, tháo bỏ xuống mờ tối mông lung, sắc trời chợt phá bàn, bước đi thông thả nhập sáng tỏ hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên giảng đài kinh sợ cô nương, rơi xuống hàng cuối cùng. Cầm kiểm tra đánh giá biểu lão sư hướng bên cạnh lui một vị trí, sở tuần đi qua, ngồi xuống. Không có ý tứ, hắn khẽ vuốt cầm, tiếng nói trầm thấp thanh nhuận, đạo, ta đến chậm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 Hào Quang Tể Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com rõ ràng hắn là tại cùng đồng sự nói chuyện, rõ ràng hắn nhìn cũng không nhìn chính mình. Cách hơn 10 mét khoảng cách, Hoắc Tinh Diệp nhìn qua phòng học xếp sau cái kia phong thái trác tuyệt nam nhân, nỗi lòng lo lắng, chợt một chút, liền an định. La Vi không nghĩ tới sở tuần sẽ trở về, hơi giật mình, lập tức cười để lão sư kia đem kiểm tra đánh giá biểu đưa tới. Còn tưởng rằng ngươi cái này phó tổ trưởng lại muốn đương mấy ngày vung tay trưởng quỷ. Vừa vặn, chúng ta ngay tại cho hoắc tinh diệp chấm điểm, ngươi muốn cùng nhau sao? Ân, ừ, sở tuần tiếp nhận biểu quét mắt một vòng, vừa mới trên đường thô sơ giảng lược nhìn video. La Vi hỏi, cảm giác thế nào? Đã là phó viện phê bình ba điếm, sở tuần nhàn nhạt đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào trên giảng đài, vậy ta cũng lời bình ba điếm. La Vi trang dung tinh xảo trên mặt hiện lên một vòng sáng sắc. Hoắc tinh diệp xa xa nhìn qua sở tuần, bỗng nhiên đã cảm thấy tốt cũng tốt, không tốt cũng được, cho dù là không điểm, sở hữu sở hữu, tại thật sự rõ ràng nhìn thấy hắn, hắn xuất hiện giờ khắc này, giống như toàn diện đều không trọng yếu. Sở tuần thu tầm mắt lại, từ từ buông xuống lúc trước cuốn lên ống tay áo, đem áo sơ mi màu trắng ống tay áo vuông vứt che ở thon dài trên cổ tay, lên tiếng bình tĩnh. Thứ nhất, trường học có minh xác quy định, tân lão sư đang thử khóa trong lúc đó, không phải xuất hiện đặc thù trọng đại sự cố không nở đánh đoạn, cá nhân ta cũng không cho rằng tăng thêm một chương hình ảnh vài giây đồng hồ, hắn dừng một chút, thuộc về đặc thù trọng đại sự cố. La Vi trên mặt ý cười liếu lo, còn lại mấy cái lão sư ánh mắt phức tạp. Chỉ có Hắc Tinh Diệp, duy trì nhu thuận lắng nghe biểu lộ, lẳng lặng nhìn hắn. Thứ hai, Sở Tuần sốt lên bút đóng, mảnh khảnh ngòi bút trên không trung xẹt qua một đạo trôi chảy độ cong chỉnh thể tính là chương trình học một cái phương diện, các bộ phân độ hoàn thành là một phương diện khác, tựa như một chương chỉ hoàn thành 4 phần 5 nhưng 4 phần 5 hoàn toàn đúng bài thi cùng một chương toàn bộ làm xong, nhưng các bộ phân đều chỉ đối một nửa bài thi, ai cao ai thấp, gặp mặt sẽ hiểu. Ngoại trừ tại trên lớp học, đang ngồi lão sư cơ hồ đều chưa từng nghe qua sở tuần một lần nói nhiều lời như vậy. La Vi dần dần liễm thần sắc, hắn giọng một cái cho sở tuần đưa ánh mắt. Thứ ba, ta muốn hỏi một chút la phó viện, sở tuần biết nghe lời phải nhìn về phía la vi, hơi kéo căng cầm bọc lấy mấy phần chật chội lương bạc, cái gì gọi là so với những cái kia cần văn bằng cần thâm tạo đồng học tới nói, cái này liên hợp bồi dưỡng kế hoạch đối nàng ý nghĩa không lớn. Bởi vì những bạn học khác so với nàng càng cần hơn cái này danh ngạch, bởi vì nàng cuối cùng 10 phút trầm mặt, cho nên liền có thể liên tịch cho không điểm. Tiếng nói rơi, là vì ngay tiếp theo bên trái năm cái lão sư sắc mặt có chút khó coi. Hết lần này tới lần khác sở tuần câu khóe môi, nói tiếp. Châu Phi cùng nghèo khó vùng núi mỗi ngày có nhiều như vậy tiểu hài đói bụng ăn không nổi cơm, cho nên so với bọn hắn người có tiền nhất định phải quyên ra toàn bộ gia sản chung xây chủ nghĩa cộng sản. Người góp sao? Không điểm nhóm góp sao? Đột nhiên bắn ra lãnh ý trịch địa hữu thanh. Ngắn ngủi trong trầm mặt, bên cạnh lão sư kéo một chút sở tuần khuyên sở giáo sư sở tuần liễm nhang xoay mặt dung mạo đạm bạc tựa như vừa rồi cái kia sát lăng liệt chỉ là đám người hoa mắt hắn tiếp tục mở miệng thanh tuyến rất nhạt như không gợn sóng giếng cổ bàn lớn hơn nửa cục đá quăng vào đi cũng sẽ không tiếp tục hù dọa nửa phần gợn sóng quan điểm của ta biểu đạt hoàn tất người khác suy tính ta không có quyền can thiệp cá nhân chủ quan chín phẩy chín lời này ra, đám người xôn xao. Sở tuần thông dông viết xuống hai số lượng chữ, khép lại bút đóng, đem kiểm tra đánh giá biểu đẩy quá khứ. Nhìn như không tranh học thuật giới nhưng thật ra là cái tu la tràn. So với rất nhiều chịu cả một đời vẫn là giảng sư tiền bối tới nói, đến Nam Đại 2 năm không đến liền liên phát mấy thiên nay chờ, Silence Bình bên trên giáo sư sở tuần cùng La Vi không thể nghi ngờ nhân tài kiệt xuất mà so với gần 2 năm một mực cố gắng hướng lên trên bò La Vi, sở tuần dốc lòng học thuật không tranh chức vị, tính tình dù lạnh bất thiện giao tế, có thế không hề nghi ngờ, đánh tâm nhãn kính trọng hắn người càng nhiều. Cứ việc cùng hoắc tinh diệp quan hệ thành mê bê bối gia thân, nhưng hắn một tỏ thái độ, còn lại mấy cái lão sư trung dung vi thượng, nhau nhao phụ họa. Sở giáo sư xưa nay tự mở ra một con đường, xưa nay để cho ta cảm thấy rất có đạo lý. 9 điểm 8 Hoắc lão sư nửa trước trình xác thực biết tròn biết méo, 9 điểm 8. 9,9. Siêu cao phân dần dần kéo cao bình quân phân. Chờ cái cuối cùng bình thường nhất, 7 đánh ra đến, La Vi trên mặt rốt cuộc không nhịn được, vung lên bóp đầm trực tiếp đứng dậy. Ta còn muốn đi văn phòng cầm tư liệu, không có ý tứ, đi trước một bước. Hoắc Tinh dịp tới ký tên chữ, thêm quyền thành tích 5 điểm 1, gần nhất lão sư cười ha hả nói, lần thứ hai hảo hảo cố gắng. Loãng xoảng, phòng học lớn tấm ván gỗ cửa va chạm sinh vang. Tốt. Hoắc tinh dịp bước nhanh quá khứ ký xong chữ, bút còn cho lão sư lúc, khẽ vuốt cầm, cám ơn ngài. Không cần không cần, ngươi rất ưu tú. Hoắc tinh dịp lễ phép đi đến cái thứ hai trước mặt lão sư, ôn thanh nói. Cám ơn ngài. Không cần không cần. Các lão sư thu đồ vật thu đồ vật, Chỉnh lý văn kiện, chỉnh lý văn kiện, trợ giáo nhóm cũng bọc sách trên lưng đi mấy cái. Hoắc tinh dịp sát bên từng bước từng bước nói lời cảm tạ quá khứ, cuối cùng đã tới sở tuần trước mặt. Hắc bạch phân minh đôi mắt mã não bàn tỏa ra ánh sáng lung linh, nàng ngửa mặt, nhìn chầm chầm hắn, nhìn chầm chầm hắn tấm kia ôm nhuận như ngọc gương mặt, một giây, hai giây, ba giây, trực tiếp đưa tay, ôm lấy hắn. Tất cả mọi người động tác dừng ở tại chỗ không khí giống như ngưng kết chỉ có treo trên tường chung tí tách tí tách chăm chỉ không ngừng đi không ngừng có người đoán sở giáo sư sẽ đẩy ra có người đoán sở giáo sư sẽ khẩn trương xử tại nguyên chỗ có người đoán sở giáo sư sẽ nổi giận sẽ tức giận không ai từng nghĩ tới sở tuần trên mặt có chút sợ sệt sau đó liếc nhìn tiểu động vật bàn cọ tại bộ ngực mình cô nương thanh đạm mặt mày nhiễm lên một vòng ý cười người nha hắn khe khẽ thở dài đưa tay sờ lên nàng xỏa tung nụ hoa búi tóc, tiếng nói nữa là bất đắc dĩ nữa là ôm nhu, về nhà. Hoắc tinh dịp xinh đẹp ngũ quan vặn thành một đoàn, trở tay liền hướng hắn mu bàn tay đánh tới. Kiểu tóc. Ân, sở tuần trầm thấp cười âm thanh, lại đưa tay cào một chút, kiểu tóc. Hoắc tinh dịp vừa đi hướng nơi hẻo lánh một bên trừng hắn. Sở tuần cùng mấy vị lão sư câu được câu không hàng huyên điểm học thuật vấn đề, dư quan gặp Hoắc tinh dịp thu thập xong, cùng mấy vị lão sư nói đừng, đón lấy, một cách tự nhiên tiếp nhận nữ tử trong tay bao, cùng nàng song song lấy đi ra ngoài. Các lão sư hai mặt nhìn nhau, còn lại mấy cái trợ giáo học sinh nhỏ giọng thảo luận. Hoắc Ca Nhi là sở giáo sư bạn gái. Họa tàu tốt phối A. Buổi sáng không phải còn có cái gì băng hỏa lưỡng trọng thiên chuyện xấu A, ta lúc ấy nhìn sang, kích động mục đích quá rõ ràng. Một mực cảm giác em loại vật này cùng La Vi tương đối dựng, suốt ngày chỗ này nói người khác không phải chỗ ấy cố chấp giá đỡ lão bà. Nghe được không nên nói chuyện chủ đề, một cái thầy giáo già trò đùa bàn đánh gãy. Chớ nói lung tung, trình viện trưởng lui xuống đi la vi đoán chừng liền là vật lý viện người đứng đầu la viện trưởng, các ngươi muốn được làm khó dễ sao. Một cái nam sinh nhất tay. Ninh lão, ta không xuyên tiểu hài, ta xuyên 42 mã. Ha 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 ha. Mây mở mưa tể, muộn thiên hào quan tả tại càng chạy càng xa hai cái đốt, sáng ngời chảy xuống một chỗ. Này 10 ngày bên trong, hoắc tinh diệp cho hắn phát quá rất nhiều chưa hồi phục tin nhắn, cũng đánh qua rất nhiều không người nghe điện thoại, lên quá rất nhiều lần, hắn trở về cũng không tiếp tục để ý đến hắn, thề. Thật là khi hắn cứ như vậy xuất hiện, cứ như vậy không còn che giấu khuynh hướng chính mình về sau, hoắc tinh diệp đi trên đường liếu riếu nói chuyện, thỉnh thoảng nghiêng đầu ngắm hắn một chút, chỉ cảm thấy nam nhân toàn thân độ ánh sáng hòa với thực chất bên trong cái kia xóa trắng ngần cảm giác tựa như xuân tuyết sơ tan nửa lạnh nửa ấm giơ tay nhất chân hình tượng đều là cảm nhận dụ đến người chấn động tâm can ta thật nhớ kỹ thuật lầu bởi vì không quen la trung thành lại đánh gãy chân của ta a à, nếu không phải cái kia lão bà cưỡng ép đánh gãy hoắc tinh dịp xẹp miệng đuổi cơm học sinh cưỡi xe đạp lao vùng vụt mà qua sở tuần kéo nàng một thanh nhưng ngươi xác thực hẳn là viết tại Power Quan bên trên. Cốt tốt, ta đã biết, ta còn biết chính mình không nên trầm mặt, nên tiếp tục nói tiếp. Sở tuần nghĩ Phật hạ tay của nàng, hoắc tinh dịp bên trên một dây khéo léo buông ra, một giây sau lập tức sắn bên trên cánh tay của hắn, sở tuần sững sờ, trong mắt nhìn nàng một mặt đắc ý tiểu bộ dáng, không khỏi bật cười, vừa nói, ngươi rất nhàm chán, một bên mặt cho nàng kéo lại chính mình, đi qua trong sân trường tung hoành đại đạo hẻm nhỏ nguyên nhân rất đơn giản. Hoắc Tinh Diệp trước nói, ta nhớ được ta giống như đem ngươi xe đứng tại cửa Bắc, đến cửa Bắc không có, còn nói, có thể là cửa Đông, đến cửa Đông vẫn là không có. Cuối cùng tại Tây cửa cửa mang hộ xuyên đường phèn ô mai, hai người mới tại bãi đổ xe chỗ cũ phát hiện chiếc kia kha ni nhét cách. Nguyên lai like ở chỗ này a, à, ta hôm nay bị hù dọa, nhớ không rõ ngươi bỏ qua cho ha. Hoắc Tinh Diệp gặm xong năm cái ngọt quả, tâm tình đều đi theo thư sướng, quay người đem tâm trúc ném tới thùng rác, ánh mắt lơ đảng đảo qua Kha Ni nhét cách bên cạnh chiếc kia ngân sắc Audi, cả người lộn xộn trong gió. Ngươi, ngươi, ngươi hôm nay mở xe tới. Sở tuần ông cánh tay đứng tại xe thể thao bên cạnh, khuất quyền thả bên môi, lặng yên dương một chút khóe môi, ngược lại mây trôi nước chảy nói. Ân, đồ vật rất nhiều, trước hết trở về một chuyến sông sen bờ, cho nên ngươi biết rất rõ ràng xe ở chỗ này cũng không nói, còn hại ta đi xa như vậy đường. Hoắc tinh dịp ác nhân cáo trạng trước, một cước dẫm tại hắn sáng loáng dày da trên mặt, người xấu. Hảo hảo, ta xấu, sở tuần cũng không đâm thủng nàng, mặc cho nàng lại đập mạnh lại nhảy tại chính mình giày bên trên lưu lại mấy đạo tối tăm mờ mịt dấu, thẹn quá hóa giận trừng một cái phần cuối, lúc này mới mở xe thể thao cửa xe, bàn tay không công bố tại đỉnh đầu nàng ra hiệu nàng đi vào, cười hỏi. Cơm tối muốn ăn cái gì? Hoắc tinh diệp thốt ra. Ngươi. Sở tuần bật cười. Thật dễ nói chuyện. Hoắc tinh diệp nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hương cây tôm, đậu hũ ma bà, lạc tử kê, thịt kho tàu thịt bò nạm, muối tiêu chân giò lợn, a. À, bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 Sâm pan đỏ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trip lên một tiếng vang ở hai cái lăng phá lệ màu trắng xe con bên cạnh vạch phá không trung âm lượng cả kinh bãi đổ xe cửa ngủ gật lão hoàng cẩu một cái giật mình cục đuôi chạy xa hoắc tinh diệp nghiêng đầu liếc mắt một cái cái hướng kia từ từ câu môi ngoái nhìn gặp gỡ sở tuần hỏi thăm ánh mắt nàng vô cùng bằng phẳng hỏi ngươi có la vi số điện thoại riêng không sở tuần nhàn nhạt gật đầu căn bản không hỏi nàng muốn làm gì trực tiếp dùng vân tay hiểu khóa, điều ra người liên hệ đưa di động đưa tới. Hoắc tinh diệp cũng không khách khí, từ trong bọc lấy ra một cái mới tinh lão niên cơ cùng một bộ ma âm tai nghe, cắm cốt điều chỉnh thử, sau đó, chiếu vào la vi số điện thoại, một vài một vài đè xuống, thông qua. La vi trung học thời đại không có đeo kính, làn da trắng nõn, tính cách nhã nhặn, tăng thêm thành tích tốt, là không thiếu nam sinh những năm kia cùng nhau truy qua nữ hài tại cái kia không có sâm ban hoa hồng hoàn cảnh lớn dưới lăng đầu thanh nhóm nghĩ bắt người trong lòng ánh mắt phương thức rất đơn giản trên ghế nhựa cao su bàn học bên trong sữa bò hoặc là bút trong túi chậm chạp nhúc nhích sâu róm nhưng chưa từng có một lần đùa ác giống bây giờ buồn nôn như vậy la vi đi đường xưa nay ngẩng đầu ưỡng ngực từ văn phòng đến bãi đổ xe lại đến cửa xe bên cạnh giày cao gót gót giày đột nhiên rơi vào mềm mại vật thể xúc cảm để nàng cả người mộng một cái chớp mắt chậm rãi không người thấy rõ đoàn kia bát loạn da lông nội tạng ngửi được cái kia cổ tanh nồng hôi thối trong dạ dày lập tức dời sông lấp biển cùng lúc đó đỡ tại tay lái bên trên đầu ngón tay hết lần này tới lần khác truyền đến tiếng sột soạt quấy rối la vi chưa kịp phản ứng cái kia chủng loại giống như tóc chất sừng cảm giác là cái gì một đoàn đen như mực vật không rõ nguồn gốc đột nhiên từ tay lái bên trong rơi ra đến rơi vào thi cốt vũng bùng chuột chết trước mặt con dáng cái tiểu lại linh hoạt thò đầu ra nhìn liếc mắt một cái bốn phía, phút chốc chui lên mũi giày của nàng. Một trận từ sinh vật nhỏ dụ phát góc sắc lâm thành, rối loạn. Chờ La Vi cố nén sợ hãi đem tay lái bên trong tươi sống gắt gao con dán toàn bộ móc ra ném trên mặt đất, ngồi vào ghế lái dùng ẩm ướt khăn tay cùng xoa tay, bảo an mới tới gõ cửa sổ xe. Xin hỏi cần hỗ trợ sao, cứ như vậy xa mấy bước khoảng cách muốn đi lâu như vậy. Trường học cho ngươi phát tiền lương là để ngươi xem trò vui sao. La Vi tức hỗn hển trống xong, gặp Bảo An nhìn xem chính mình một mặt kinh ngạc, hắn giọng một cái, lại bưng lên mấy phần tư thái đạo, trên mặt đất có chuột chết cùng con gián, ngươi thu thập một chút. Bảo An liên tục cúi người. Không có ý tứ, vừa mới bên kia đang làm mới xuất nhập chứng, La Vi không có kiên nhẫn nghe hắn giải thích, hừ cái đơn âm tiết, nâng đỡ trên sống mũi mang kính râm phiến kính mắt, trực tiếp quay lên cửa sổ xe. Vừa điểm tốt lửa, ngồi kế bên tài xế màn hình điện thoại di động sáng lên số xa lạ không về quyền sở hữu la vi nhíu mày kết nối bên trong truyền đến một đạo nam nữ không phân biệt câm âm ngươi đến cùng lúc nào đem tiền gọi cho ta ta chờ rất lâu tiền gì ngươi là ai la vi không hiểu ra sao đối diện ha ha cười hai tiếng buổi sáng hôm nay ngươi trước đó không phải đánh một nửa sao La Vi đột nhiên nhớ tới, khẩu khí có chút bất thiện, nói xong nàng gửi công văn đi làm sáng tỏ về sau, ngươi lại viết một thiên, ta lại đem còn lại gọi cho ngươi. Có thế nàng không có làm sáng tỏ, cái này đều nhanh buổi tối, đối diện tự hồ đối với nàng không tin lắm đảm nhiệm, ngươi đến cùng có đánh hay không, lúc ấy nói xong nếu như nàng không có làm sáng tỏ không cần viết thiên thứ hai ngươi cũng muốn giao tiền đặt cọc, ngươi có nam đại mạng nội bộ tài khoản, là nam đại giáo công nhân viên chức đi, không phải. Ta đánh, La Vi không muốn nhiều lời, từ trữ vật hộp lấy ra giấy bút, không có tốt thanh tức giận nói, vẫn là trước đó cái kia. Tài khoản. Không phải, ta cho ngươi niệm, 10 phút bên trong nhìn thấy tiền, bằng không. Ân. Ừ. Đối phương thanh toán bảo tài khoản ẩn giấu đi tên thật, ảnh chân dung cũng là mặc định của hệ thống. La Vi đè xuống gửi đi một khắc này, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào tinh tế suy nghĩ một trận, hoắc tinh diệp xem xét liền là bị trong nhà làm hư nhị thế tổ, người khác bận tâm hoắc gia lại thế nào tổng tiến công tổng tiến công đuổi theo bưng lấy, nàng vẫn là công tử bột một cái, hôm nay thử giảng bị chính mình đổi vài câu liền mộng trên bục giảng lời cũng không dám nói, thố ti hoa làm sao có thể có thâm trầm như vậy tâm kế. Đương nàng lái xe đi ngang qua chiếc kia dừng lại xe thể thao bên cạnh, quả nhiên, thoáng nhìn hoắc tinh diệp nằm ở sở tuần trên vai co lại co lại, sở tuần trên mặt thanh cạn ôn hòa đâm một cái la vi mắt, trong lòng cái kia phần lo nghĩ lại là tiêu tán lái đi. Thật là tiểu nữ sinh, suốt ngày chỉ biết là khóc đến khóc đi. Mà chiếc kia khani nhét cách bên trong. Hoắc tinh dịp cúp điện thoại xong, là thật cười đến thẳng không đứng dậy. Không uổng công giữ tử chuyên môn phái người từ đoàn làm phim cho ta đem chuột chết đưa tới. Là phó viện cái kia thanh tân, không tình nguyện đến, quả thực. Sở Tuần không biết mình là nên khen nàng hay là nên nói nàng, chỉ có thể khe khẽ thở dài. Cho nên ngươi liền nhịn một ngày. Chưa nói tới những đi, chỉ là người ta rõ ràng chọc giận ta, muốn ta lá gan, ta thật chính diện lá gan đi lên không phải ngốc sao? Hoắc Tinh Diệp chậm rãi liếm lấy vòng môi, Hắc Bạch Phân Minh đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, cũng không biết là phó viện vừa mới là bị hù dọa, trí thông minh mới bắt cấp đến đều không xác thực nhận một chút thân phận của ta một hù liền đem giao dịch tung ra vẫn một mực đều như thế bắt gấp ngẫm lại nàng không quen nhìn ta lại chơi không lại ta bộ dáng tâm tình thật đúng là tốt đến không được Hoắc tinh dịp tiếng nói chưa xong dư quan đảo qua trên màn hình bắn ra tới số lượng khóe miệng đường công thoáng chốc ngưng kết mấy giây sau nàng xoay mặt nhìn về phía sở tuần ánh mắt phức tạp hỏi các ngươi nam đại giáo sư tiền lương bao nhiêu a à? tiểu cô nương mới từ chính mình đầu vai chống lên thân trên trán toái phát bị ép tới tùng bồng bồng, nàng tú khí lông mày thoáng vặn một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ quan xinh xắn liền theo vo thành một nắm. Sở tuần tự xưng là không phải mềm lòng người, nhưng thật giống như chưa hề chạy ra quá nàng một đôi trong suốt biết nói chuyện con mắt. Nhiều năm trước là, một giờ trước là. Hiện tại, cũng thế. Thon dài đốt ngón tay kẹp lấy nàng tảng mắt sợi tóc đừng đến sau tai, sở tuần nhìn chầm chầm cái kia đoạn châu ngọc bàn tích nhưng cái cổ, suy nghĩ một hồi, thành thật thẳng thắn. Ta không có quá chú ý thẻ lương, bất quá nuôi ngươi, ngừng mấy giây, trầm thấp trơn bóng tiếng nói mới tiếp lấy vang lên. Đông tướng quân cũng không có vấn đề. Toa xe chật hẹp, hoắc tinh dịp nghe nghe, tinh tế tỉ mỉ tai liền nóng lên. Nàng cúi đầu dạo lấy dài nhỏ ngón tay, mang theo vài phần thăm dò, mềm giọng hỏi. Nuôi ta không được sao? nam nhân bên cạnh nhang phản chiếu tại một loạt sang sát nối tiếp nhau kim loại quái vật bên trên, càng lộ vẻ khí chất ôn nhuận, nhanh nhẹn như ngọc, hắn nhìn qua nàng, từng chút từng chút dắt khóe môi, sau đó đón nàng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng chờ mong, hai chữ. Không được. Hoắc tinh dịp ta à, một chút, xẹp miệng ngượng ngùng nói. Không được thì không được. Sở tuần nghiêng đầu cười thầm. Hoắc tinh dịp nói một mình phân tích đại vê viết ta mềm văn một thiên đều là 10 vạn lên nhảy, là phó viện vậy mà mới cho người này một vạn, ngẫm lại các ngươi tiền lương cũng sẽ không quá cao. Nàng quan tâm đạo, về sau dứt khoát ta nuôi dưỡng ngươi đi, đêm nay trước dùng la phó viện tài trợ mời ngươi ăn tiệc, vì ngươi bày tiệc mời khách thế nào. Nói, khoác tinh dịp quay cửa kính xe xuống, từ đầu xe giật trương giấy ăn tỉ mỹ lau đi lão nhân trên máy vân tay, sau đó, liền giấy ăn, bành, một chút đem lão nhân cơ liên quan bên trong thẻ cùng nhau ném vào trong thùng rác. Quá trình tương đối thành thục. Sở tuần thấy cảnh đẹp ý vui, chưa có trở về, tốt, cũng chưa có trở về, không tốt, mà là hời hợt hỏi. Gần nhất làm việc và nghỉ ngơi quy luật sao? Hoắc tinh dịp quay lên cửa sổ xe, không hiểu thấu. Quy luật A, trước đó một mực trường học trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng, người già sinh hoạt làm sao có thể không quy luật đối đi ăn món cay tứ xuyên đi, giữ tử cho ta ăn bén một nhà, nhìn đồ rất không tệ, ta gần nhất dạ dày đều thanh đạm phải rỉ sét. Sở tuần hồi ức xong tháng 7 cho nàng chịu đường đỏ nước thời gian, đem buổi chiều về nhà tại phòng vệ sinh nhìn thấy cái kia tiểu bông vải phiến về đến giai đoạn kết thúc, một tiếng ân từ yết hầu tràn ra. Ông lấy một cổ đạm mạc không giấu được khàng khàng gợi cảm, tựa như rèn luyện tại đêm trăng mái hiên nơi hẻo lánh mảnh ngói bên trên cuối cùng giọt kia đem lăng chưa rơi mưa. Hoắc tinh diệp hướng dẫn thua lấy thua, đột nhiên rung động đầu ngón tay. Diêu Uyển Oánh đã từng đổi hoắc ca nhi quấy nhiễu ước sĩ sát, quay trực, không đến một ngày, bị tuôn ra cố ý nờ dê tác hôn ngụy dịch. Ngụy Dịch đã từng cùng Hoắc Ca Nhi ủy bộ giác liên lụy kéo ngàn dặm đưa tình hư hư thực thực yêu đương, không đến một ngày, phòng làm việc chính mình phát ra tiếng minh thừa nhận cọ nhiệt độ chính mình đánh mặt. Lặp đi lặp lại, ăn dưa quần chúng cho ra kết luận là, bất cứ chuyện gì không cần vội vã đứng đội, bởi vì có đại tổng tiến công ở địa phương, người vĩnh viễn không biết ngày thứ hai kịch bản sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Rất rõ ràng, mọi người ăn một hố không có không ngoan nhìn xa trông rộng. Rất rõ ràng, nam đại địa linh nhân kiệt, Hoắc Ca Nhi, băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai lần phản bạo thuận lợi tăng tốc đến 10 giờ. Buổi tối 7 giờ, sắc trời nửa hắc. Trên giảng đài, lão sư giọng dạc giảng đến chương 01. Khóa cao trào, trên chỗ ngồi, các bạn học buồn ngủ, đếm lấy còn có hai tiết khóa mới giải phóng, là đi qua vặt phố đến bác ô đen trấn an lộc cột bụng đói, vẫn là cánh gà nướng nhiệt lượng tương đối cao. Loa nhỏ thiên thứ hai văn, chính là vào lúc này phát ra tới. Để chứng minh chính mình là băng hỏa lưỡng trọng thiên tác giả, nàng thậm chí còn cắt IP hào. Thần đào kỳ hoa nam đại giáo sư, đề mục y nguyên đơn giản, nội dung như củ kình bạo. Từ nam đại nào đó giáo sư cung cấp tài liệu cũng ra giá hai vạn để nàng viết mềm văn, đến hoắc ca nhi không có làm sáng tỏ, nàng cho giáo sư gọi điện thoại muốn bộ phận sau tiền, lại đến giáo sư nói tiền đã thanh toán một lần không có khả năng giao lần thứ hai, sau đó là nàng tìm giáo sư yêu cầu thanh toán chứng cứ giáo sư không bỏ ra nổi tin nhắn uy chắc bất luận cái gì nói chuyện phím ghi chép chỉ có một cái đánh không thông điện thoại cùng một cái trống không thanh toán bảo tài khoản phơi bên trên chính mình cùng giáo sư trước đó nói chuyện phím ghi chép strencesso tác giả biểu thị rất khiếp sợ hiện tại là ai đều có thể làm giáo sư sao nói xong phải trả tiền cũng bởi vì không có viết thiên thứ hai cho nên không nghĩ cho coi như xong còn làm bộ cho mà so sánh người càng khiếp sợ là lập tức đánh thức các bạn học không nổi tiếng món ăn rau thơm ngoà tào ta thế nào cảm giác cái kia giáo sư nói chuyện phím ảnh chân dung rất quen thuộc mỗi ngày đều rất chua xót cá ướp muối ngoà tào ta là nam đại giáo sư ta còn có thể lừa ngươi chút tiền ấy giọng điệu này nàng mẹ nó là tại mua văn phung người a nàng cho là nàng tại học thuật tọa đàm sao ông đi nam đại chúng ta không hẹn học bá tiểu khảo. Ngoà tào. Cái này giáo sư cũng là đủ cực phẩm, dội hoắc ca nhi nước bẩn không thể nhịn, còn mẹ nó quyệt nợ. Cẳng thật, ta vẫn là hoài niệm mạng nội bộ thực tên thời gian, tuy nói hiện tại dị địa ra thành tích những này thuận tiện, nhưng loại này tùy tiện làm cái tài khoản liền đăng ký tiến đến loạn bức bức. Ta hoắc ca nhi bị ủy khuất chẳng phải là chỉ có thể giấu trong lòng. Trường học vụ nhân viên quản lý Mai Siranu không biết nước múa đoàn ủy cán bộ chớ đào áo lót nhớ kỹ có cái giáo sư thích nói chuyện phím không đánh ký hiệu quan khoảng trắng ảnh chân dung thích dùng màu lót đen chữ viết nhầm hàm số ký tên thích dùng nước ngoài thơ cùng người khác nói chuyện phím thích nửa giờ hồi một câu không chịu trách nhiệm suy đoán một cái lv đức hoặc ca nhi ta quỳ xuống lv đức là ai tâm tình phức tạp lại kiếp sợ mặc dù âm tầng bên trong người kia nắm vuốt cuốn họng nhưng kiểu câu giọng điệu tặc giống một người, buổi chiều hoắc ca nhi thử giảng đánh gãy không nói, nghe trợ giáo giảng, nàng còn công nhiên cho một số không phân, sau đó bởi vì người kia muốn thăng viện trưởng, giống như cùng nàng quan hệ tốt mấy cái lão sư vì ôm đùi, đi theo cho không điểm. Xác thực họ la, LV đúc cái gì, rõ ràng chính là Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 Viên Ương Xanh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hoắc Tinh Diệp bị phun thành cái sàn, Hoắc Tinh Diệp lăn ra Nam Đại, Hoắc Tinh Diệp rời xa sở tuần. Rõ ràng hết thảy đều kế hoạch đến tốt như vậy, La Vi chưa hề nghĩ tới, một ngày không đến, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Phong Hào, xóa tô biết, cấm chỉ sở hữu tương quan viếng thăm. Nàng trước đó muốn đem Hoắc Ca Nhi, ba chữ tại diễn đàn xào được nhiều lửa, hiện tại liền muốn xóa được nhiều sạch sẽ. Mà làm xong đây hết thảy về sau, trong dự liệu nhận được một cú điện thoại. Đối phương còn không có lên tiếng, nàng vượt lên trước một bước mở miệng, tiếng nói mang theo nghẹn ngào. Chu phó giáo, ta có thể giải thích sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặt một hồi, nói. Thông tin học viện đã đem sóng âm tần suất phân tích ra được. Ngươi đề bạc có thể sẽ gác lại. La Vi không cam tâm đây rõ ràng là có người cho ta gài bẫy a à. ta có loại dự cảm này có thế ta nghĩ không ra là ai thật nàng hít sâu một hơi cho ta một chút thời gian la vi đầu bên kia điện thoại hoán tên của nàng có chút bất đắc dĩ lời nói thấm thía ngươi làm những sự tình này trước đó liền nên suy tính một chút hậu quả hiện tại đã không cần thiết truy cứu là cú điện thoại kia ai đánh ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ tương lai của mình nếu như ngươi còn muốn bò một đoạn mặc kệ là lấy ngươi không muốn thừa nhận kế phụ thân phận vẫn là tiền bối thân phận, ta đều đề nghị ngươi điều ra ngoài trường học, đãi mấy năm thăng lên trở lại, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại Nam Đại, ngươi mới ngoài 30, có thể ngồi lên vị trí này đã rất ưu tú, coi như một mực bảo trì đến về hưu. Lạch cạch, điện thoại rơi địa. Trọng lượng màn hình ở trên thảm bát ra một vòng cạn ảnh, chiếu đến ngoài cửa sổ lấp lóe ngựa xe như nước nhà nhà đốt đèn tựa như một con gãy cánh sau xa xa rơi xuống Nga, còn chưa dính lửa, liền ngã vào nơi tụ tập hồng trần. Hoàn toàn không biết mình trở thành quá đề tài của người khác trung tâm, hoặc tinh diệp chỉ huy sở tuần công công cuốn lách qua gần một giờ xe, mới tại trung tâm thành phố một đầu náo bên trong lấy tỉnh hẻm nhỏ chỗ sâu tìm tới cái kia nhà quán cơm. Cẩm tú, danh tự này lấy được ý thơ, hoàn cảnh cổ hương cổ sắc, một thân sườn xám lão bản nương càng là cái hiền lành người mỗi bàn bích đầm tuyết bay là nàng tự thân lên sơn hái, trên tường thoải mái là nàng tiện tay dội, liền liền hai người vào cửa lúc tặng hai phe khăn tay nhỏ, phía trên cây trúc đều là chính nàng theo. Hoắc tinh dịp thưởng thức đến yêu thích không buông tay. Ngài có rảnh có thể dạy ta một chút sao, cảm giác tốt tiên. Lão bản nương một bên ghi chép sở tuần câu món ăn, vừa hướng nàng cười nói tự nhiên. Không thể. Hoắc tinh dịp một nghẹn chẳng lẽ là tổ truyền tuyệt học không lộ ra ngoài. Ngươi theo cái gì cây trúc, lão bản nương dùng cùi chỏ chọc chọc hoắc tinh diệp, tiểu xảo cái cầm hướng sở tuần phương hướng dương lên, hạ giọng tại bên tai nàng cười nói. Lưu cái uy chát, đổi minh giáo ngươi theo uyên ương. Hoắc tinh diệp bị lão bản nương cái kia cổ trải qua năm tháng tích lũy sau phong vận Phật đến bên tai mềm nhũng, liếc mắt sở tuần một chút, nhẹ giọng ứng. Tốt. Hai người nói chuyện phím lỗ hổng, sở tuần đã điểm tốt đồ ăn. Lục thịt phiến, cá luộc, chao nước xương sườn, tương gà quay. Tương ớt lăn thấu, tươi nước lâm ly, thanh bạch hành thái tại mảng lớn quả ớt bên trong nửa ẩn nửa hiện. Hoắc tinh dịp thèm ăn nhỏ giải, hạ đũa trước nhịn không được hỏi đối diện người nào đó. Làm sao ngươi biết ta thích ăn những này? Thật tất cả đều là ta thích. Ta không biết, ta chỉ là điểm mình thích. Đại khái là cây đèn quá thấp, màu đỏ chủ điều phù quan lược ảnh ở giữa, thắt đến hắn tiếng nói như nhiệt khí lượng lờ, thanh bỏ mặt mày đều nhiễm lên mấy phần hơi say rượu tươi đẹp. Thật sao? Hoắc tinh dịp đáy mắt hiện lên một vòng chần chờ, giống như vô ý đem trên chiếc đũa khối thứ nhất dính đầy quả ớt thịt bò bỏ vào hắn trong chén. Sở tuần dùng đũa thoáng đẩy ra điểm màu đỏ, khẽ cho mày vừa ăn xong khối thứ nhất, hoắc tinh dịp lại cho hắn kẹp khối thứ hai. Hắn mày nhíu lại càng chặt ăn khối thứ hai, Hoắc Tinh Diệp lại cho hắn kẹp khối thứ ba. Sở Tuần bỗng nhiên đũa, ra vẻ nghiêm túc nói. Đừng được một tất lại muốn tiến một thước. Đến tất. Tiến. Thước. Bắt được hắn đáy mắt mấy không thể ra bất đắc dĩ, Hoắc Tinh Diệp cũng không sợ. Từng chữ nói ra đi theo niệm xong, nàng ông Duy E chậm rãi hít một hơi. Vậy ngươi muốn trước cho ta cái tất A. Nàng đi theo để đổ xuống, lè lưỡi chậm rãi liếm láp lấy bên môi một vòng trắng sữa, tận lực đè thấp thanh tuyến ép không được gãy nhẹ uyển chuyển, là tim bốn tấc, vẫn là, ân. Phía dưới sáu tấc, nữ tử môi sắc phấn nộn, hai phần môi từ từ vuốt ve cây kia ống hút căn bản thu lại không được nàng đầy mắt phong tình, thủy ba doanh doanh, dạng đến sở tuần ít hầu phút chốc siết chặt. Hoắc tinh dịp, bị liền tên mang họ uống, người nào đó căn bản không buồn, thanh khách cười đến nhìn hắn thật liễm ở thần sắc phải tức giận, lúc này mới dùng tiểu bạch dày cỏ sát dày da của hắn. Được rồi, được rồi, nghiêm túc ăn cơm. Sở tuần vân, cái đơn âm tiết, yên lặng từ trước người mình trong ngăn kéo xuất ra một chồng giấy ăn đẩy lên bên tay nàng. Ngoại trừ hữu duyên gặp được cùng khách hàng quen đề cử, tiểu điếm cơ hồ không có gì lưu lượng. Sở tuần cùng hoắc tinh dịp ăn xong đều chuẩn bị tính tiền, mới tiến vào đợt thứ hai, hai cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam hài, cao cao to to, cổng bọc hành lý. Hoắc Tinh Diệp đang cùng sở tuần bác quái lấy, đoán xem lão bản nương có thể hay không tiếng Anh, liền nghe xuyên màu lam áo thun nam sinh kia thao lấy một ngụm lưu loát A à thị bản địa tiếng địa phương đối một cái khác nói. Thật xinh đẹp. Một cái điểm khác đầu. Bạn trai cũng xoái. Màu lam áo thun dò xét một chút, đúng trọng tâm phân tích. Không có dắt tay, cảm giác cũng không đáp, không giống bạn trai. Vẫn là cô nương kia kết sổ sách, đoán chừng là huynh muội hoặc là đồng sự. Một cái khác quay đầu cẩn thận nhìn nhìn hai người, cùng đồng bạn tất tiếng sột soạt tốt cắn một trận lỗ tai. Chờ hoắc tinh diệp cùng sở tuần song song đi đến bàn của bọn họ bên cạnh, màu lam áo thun đưa tay tại hoắc tinh diệp trước mặt vung một chút, cười đến sáng sủa. Mỹ nữ đêm nay có rảnh không? Cùng nhau đồ cái bước. Hoắc tinh diệp không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ là nghiêng đầu, học người ngoại quốc giọng điệu, mặt mày công công hỏi bên cạnh nam nhân. Ta đêm nay có rảnh không? Muốn hay không đi đồ cái bước? Bên cạnh nam nhân môi mỏng khẽ miếng môi cầm hơi kéo căng, nhìn cũng không nhìn cái kia hai cái người ngoại quốc một chút, trực tiếp đặt tay lên nàng mảnh mai đầu vai, lấy nửa ôm tư thế nắm cả nàng rời đi. Màn cửa lên, biểu viễn ánh trăng không xa xa sôi mông lung mở hai người thân hình. Màn cửa rơi, thanh lãnh nhạc mang lưu chuyển một chỗ. Cánh tay hắn ấm áp vắt ngang tại trên lưng của nàng, quanh mình đều là thuộc về riêng mình hắn ký tức, bôn ba sau một ngày bạc hà hương tản không ít, xen lẫn trong đó khói lửa cùng mới dây lát kia lóe ra tới hóc môn đồng dạng dễ ngửi. Hoắc tinh Diệp bị hắn ôm lấy, dày dẫm tại dưới đêm trăng hai người sắp trùng điệp thành một người ám sắc bên trên, mặt trắng bóng đen, trong trầm mặt, mỗi đi một bước, nàng mềm lòng một phần, lại đi một bước, liền lại mềm một phần. Đi đến bên cạnh xe, sở tuần buông tay từ trong túi quần lấy ra chìa khóa xe, đưa tới trước gót chân nàng. Vừa rồi tới thời điểm không phải nói phải cho ta tú kỹ thuật lái xe, trở về ngươi mở vẫn là ta mở. Hoắc tinh dịp nhìn chầm chầm hắn trắng nõn lòng bàn tay, thon dài mi mắt trung lên một cái, trung động hai lần. Ta mở đi, tay nhỏ chụp lên hắn bày chìa khóa xe lòng bàn tay, chậm rãi thu nạp, mượn hắn tùng lực lỗ hổng, chợt một chút, vô cùng xuất khí đem hắn nhấn tại trên cửa xe, một tay còn cầm tay của hắn, một tay liền ôm lấy hắn cổ, đóng lấy, đi cà nhắc. Phát hiện, với không tới. Một giây, hai giây, ba giây. Hoắc tinh dịp tức hỗn hển. Cút mẹ mày đi đấy bằng giày, nam nhân bị đặt ở trên cửa xe, trong cổ họng tràn ra một tiếng trầm thấp cười. Làm sao tính tình vội vã như vậy? hắn sờ lấy đỉnh đầu nàng mềm phát nữa giống như bất đắc dĩ nửa giống như cưng chiều, sau đó, có chút công đầu gối, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 Chanh vàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hai người lần thứ nhất hôn. Một cái mang một ít món cây tứ xuyên vị hôn. Hoắc tinh dịp đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tại hắn hơi làm cánh môi bên trên lại gặm lại cắn. Sở tuần tùy ý nàng làm ẩu, chỉ là ngậm lấy ý cười không hé miệng, nhìn nàng buồn bực đến đôi mi thanh tú đều nhào thành một đoàn, chụp tại nàng hồ điệp xương bên trên cái tay kia mới thoáng thi lực, một cái tay khác lại là buông lỏng ra chìa khóa xe. Lạch cạch. Hoắc tinh dịp động tác dừng lại. Cái gì thanh? Nàng lời còn chưa nói hết, sở tuần đã hôn xuống tới. Tại Nguyệt Lượng Sơn thời điểm, chỉ thấy quá hắn dùng đầu lưỡi cho quả mận ngạnh thắt nút. Thật hợp lý cái kia xóa ấm áp ẩm ướt mềm cậy mở miệng thơm, tìm ra nàng tiểu xảo đầu lưỡi thăm dò hô ứng, hoặc tinh diệp toàn thân trên dưới sở hữu giác quan gần như đình trệ. Rõ ràng là nàng đè ép hắn, nàng lại không làm được bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể hơi ngước đầu, thuận động tác của hắn, đi theo hắn càng ngày càng nóng môi tại giác quan bên trong tràn trọc, cọ sát, một cổ tê dại từ miệng khang truyền ra, từng đợt từng đợt, thẳng tắp dạng đến đáy lòng. Hắn bưng lấy mặt của nàng, nàng nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt, thong dài quyển vĩnh lên mi mắt phất qua hắn dưới mắt làn da, Phật đến hắn ôm eo ít nàng cánh tay siết chặt lại gấp, ít hầu lăn một vòng lại lăn, dưới ánh trăng hôn đến lại cuốn lại miên. Thẳng đến cách đó không xa có tiếng bước chân vang lên, thẳng đến hoắc tinh diệp trên mặt ửng đỏ đốt tới cái cổ, cũng nhanh thở không nổi. Sở tuần buông tay ra, một bên chậm rãi giúp nàng chỉnh lý mái tóc, một bên trầm thấp cười nói. Hai lần, còn sẽ không lấy hơi, ngươi đại khái chỉ còn mồm mép lợi hại đi. Hoắc tinh dịp đạp hắn một cước, dùng tự cho là bá đạo lăng lệ kỳ thực mềm mại hàm quan ánh mắt trừng hắn, giữ dằn đạo, về nhà. Ân. Sở tuần bấm tay vuốt một cái nàng kiều nộn chóp mũi, một cái đơn âm tiết bên trong hỗn tạp lấy ép không được ý cười. Bóng đêm bốn hợp, sáng loáng xe thể thao tại đèn hoa hạ lượt ảnh trôi chảy nữ nhân chân ga dẫm đến thực, phần phật lăn gió từ cửa sổ xe khoảng cách thẳng hướng trong xe rót. Sở tuần nhiều lần muốn nhắc nhở nàng chậm một chút, nghĩ lại nghĩ, một năm này nhanh hơn, chính mình bằng lái bên trên 12 phần còn không có động, cũng liền do lấy nàng đi. Hai người tại nhà để xe ngừng xong xe, không sai biệt lắm 10 giờ rồi. Nam nhân hai tay cắm trong túi quần đi ở phía trước, hoắc tinh diệp không mò ra nụ hôn kia ý tứ, do dự một chút, chạy chậm đến bên cạnh hắn, được một tất lại muốn tiến một thước kéo lại cánh tay của hắn. Sở tuần một tay mang theo bọc của nàng, kẹp lấy nàng cánh tay một cái tay khác một cách tự nhiên trong triều mang theo mang, nhấn nút thang máy. Mặt tường phản quan bác ra nam nhân hơi câu khóe môi, đường công dưới, hoắc tinh dịp vỗ ngực một cái, âm thầm xả hơi. May mắn, hắn lần này cũng không có đẩy ra chính mình. Không có gì ngoài thời gian lên lớp, sở tuần vốn cũng không thích nói chuyện, thêm nữa hoắc tinh diệp giờ phút này giấu trong lòng tâm tư, hai người liền một đường trầm mặt vào nhà, bật đèn, đổi giày. Sở tuần đem bao còn cho hoắc tinh diệp, hoắc tinh diệp tiện tay ném đến trên ghế salon. Lạch cạch nhẹ vang lên về sau, nàng vây lại trước mặt nam nhân, cuốn lên mặt mày, ngửa mặt nhìn hắn. Sở tuần, ta suy nghĩ thật lâu, chúng ta cùng một chỗ đi. Chờ ngươi lần thứ hai thử kể xong, tìm thời gian, chúng ta lại đi một lần nguyệt lượng sơn đi một cái thẹn thùng thấp thỏm, một cái mây trôi nước chảy. Hai người tiếng nói đồng thời rơi thôi, sở tuần quanh thân ôn hòa dần dần liễm. Ngươi nói lại lần nữa. Không có tầng kia ấm áp, hắn một đôi mắt đen như trước tờ mờ sáng nước biển, thâm thúy, yên tĩnh, trong đó giấu dếm vòng xoáy để hoắc tinh diệp cảm thấy nguy hiểm, nhưng lại chịu không được cái kia phần dụ hoặc, dù là sẽ có dông tố, cũng nghĩ vượt khó tiến lên, nàng quay người chạy vào phòng ngủ, cộc 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 ra lúc, tại phía sau hai tay giống như cất dấu thứ gì. Ngươi để cho ta nói lại lần nữa, ta liền nói lại lần nữa, ta nói ta suy nghĩ thật lâu, chúng ta cùng một chỗ đi. Sở tuần ngồi xếp bằng ở phòng khách trên mặt đất loay hoay hoa cỏ, một bộ không nghĩ để ý đến nàng dáng vẻ. Hoắc tinh diệp cũng không giận, tế nguyễn yết hầu lăng lăng, ấm lấy âm điệu một đầu một đầu trần thuật. Hôm nay ngươi tung lấy ta cho La Vi gọi điện thoại. Ngươi sờ soạn đầu của ta, ông ta người, còn thân hơn ta. Dựa theo thời cổ nước tiểu tính, ngươi nhất định phải cưới ta. Sở tuần không nói chuyện, ngón tay thon dài ôm lấy kính hiển vi đen nhánh kính chui, rủ xuống lá dung xanh nhạt thân mạch xuyên thấu qua phù quan hình thành một vòng hư hư ảnh. Đương nhiên, khoác tinh dịp câu chuyện nhất chuyển, ta không phải muốn ngươi bây giờ cưới ta. Bất quá, nàng dừng một chút, ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, dù sao ngươi chính là thích ta, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Hoắc tinh diệp không thích hắn vặn lấy tính tình lúc lạnh lúc nóng, dứt khoát đem sau lưng tất giấu tiêu bản dơ lên trước mặt hắn, vò đã mẻ không sợ rơi nói. Ngươi liền một câu, đến cùng muốn hay không cùng một chỗ. Sở tuần đầu lưỡi chống đỡ tại trên giường ngà liếm lấy một vòng, bưng lấy vỡ xoát quét xuống bút. Cùng một chỗ, liền tất cả đều vui vẻ, không cùng một chỗ, hoắc tinh diệp đề một hơi, dứt khoát đem tiêu bản dương qua đỉnh đầu, Ta quản xong tiêu bản lập tức rời đi tuyệt không dây dưa, có thể để ngươi dùng mật mã khóa lại tiêu bản đoán chừng đối ngươi rất trọng yếu. Vừa vặn chống đỡ quá ta như thế một cái mặt dày mày dạng, A à Phi, xinh đẹp như hoa cô nương của ngươi lâu như vậy, cho nên Sở Tuần bỗng nhiên lên tiếng, đối một cái còn không có cùng với ngươi nam nhân, ngươi liền dám như thế thân, liền dám như thế sắn, liền dám như thế ôm. Hoắc Tinh Diệp không hiểu ra sao, a. À, cho nên, sở tuần từ từ ngước mắt, nhìn chăm chú nàng, bên môi câu điểm lạnh lùng, tiếng nói lại như tịnh thủy lưu sâu, không gần sóng. Ta cây ngươi không hảo hảo nuôi, lời của ngươi nói ngươi không lắng nghe, ta đưa cho ngươi đồ vật ngươi không hảo hảo nhìn. Hoắc Tinh Diệp được vòng, có thế ngươi mẹ nó đến cùng đã cho ta cái gì a? À? Tiếng nói chưa xong, nàng não hải lóe lên, ánh mắt sáng lên, trên tay buông lỏng, xoay người lần nữa hướng phòng ngủ chạy tới tiêu bản vừa mới vì chính mình có thể vững vàng rơi xuống đất, ai ngờ, vẫn là khó thoát bị ngã vận rủi, một đạo sự suy thoái bạch cung trên không trung biểu hiện ra song vật rơi tự do. Bị nam nhân vững vàng tiếp trong tay. Một trương lại nhảy cách thức lời ghi chép, một bản bồn hoa đổ vào sổ tay. Hoắc tinh diệp cùng hắn song song ngồi dưới đất, từng tờ từng tờ, bên cạnh phiên vừa niệm. Tháng 9 vì rủ xuống lá dung sinh trưởng tràn đầy kỳ, đã thường tưới nước, bảo trì phiến lá ướt át, đổ vào lúc, ấm nước hồ nước cùng phiến lá khoảng cách. Cưỡi ngựa xem hoa một mực lật đến một trang cuối cùng, in tống thể về sau, biến thành khí khái mát lạnh viết tay. Phòng bếp trong tủ rượu rượu. Hoắc tinh dịp biết nghe lời phải đi phòng bếp tùy tiện cầm một bình, mở ra, đổ đầy một tiểu đóng. Sau đó, dùng ngón tay trỏ chấm ẩm ướt, từng loạt từng loạt bôi tại trên tờ giấy trắng. Càng bôi, nàng nhịp tim càng nhanh càng bôi, nàng động tác càng chậm. Ta không có người trong tưởng tượng tốt như vậy, tính tình cũng rất xấu, kiên nhẫn cũng không nhiều, không có người ở độ tuổi này đặc hữu nhiệt tình, cũng rất nhu nhược, không nguyện ý đối mới sự vật hoàn cảnh mới làm ra nếm thử hoặc mạo hiểm. Ta không quá am hiểu xử lý quan hệ nhân mạch, câu nệ tại học thuật sự nghiệp tiền đồ cũng không quá sáng tỏ, ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày có chút bắt bẻ, đối người xa lạ tiếp xúc có cảm giác bài xích, rất ít cười, còn có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Cụ thể một điểm giảng, ta không thích loạn thất bác tao hóa học thuốc thử, không thích dạo phố hẹn hò loại này nhàm chán lại không có ý nghĩa sự tình, không thích ồn ào tràn ngập tiếng người hoàn cảnh. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, như vậy, ta có thể sẽ nên đón nhân sinh bên trong cái thứ nhất cùng sự thực khách quan tương xứng, xác thực rõ ràng ưu điểm, đó chính là đại đoạn văn tự sắp chữ gọn gàng. Hoắc Tinh Diệp rung đầu ngón tay, từ từ vuốt ve tại ưu điểm tiếp theo đi, theo chanh vàng chữ viết nhất bút nhất họa hiển hiện, nàng không biết nên như thế nào hô như thế nào hút, một đoàn nhiệt khí tùy ý khắp tại lồng ngực, trôi tới trôi lui. Thích ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, như vậy, ta có thể sẽ nên đón nhân sinh bên trong cái thứ nhất cùng sự thực khách quan tương xứng, xác thực rõ ràng ưu điểm. Đó chính là, thích ngươi ngươi thụ ngọn nguồn cái kia nhất câu bọc lấy tiêu chuẩn sở thị khắc sâu hoắt tinh diệp một tay nắm vuốt giấy một tay thấm rượu cất như sấm nhịp tim nghiêng đầu dùng cặp kia mã não bàn linh động lại vô tội ánh mắt nhìn xem hắn không biết làm sao ngươi trước khi đi sở tuần khe khẽ thở dài đáy mắt nổi lên một tầng bất đắc dĩ ý cười nhận mệnh bàn kéo qua nàng eo thon thân đưa nàng ôm ngồi tại chân của mình bên trên sau đó đại thủ nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ, dẫn dắt nàng lại chấm một gợn rượu. Đầu ngón tay điểm trên giấy đồng thời, hắn có chút nghiêng đầu, ngậm lấy nàng trắng nõn tay, một bên tinh tế xoa cắn mang theo tâm tư nằm ở nàng bên tai hơi thở, một bên không có thử một cái chậm trải niệm. Đi công tác không tiện liên hệ, chớ suy nghĩ lung tung, ngoan ngoan. Chờ ta trở về. Chúng ta. Cùng một chỗ. Cho nên hắn nhẹ nhàng nắm cầm của nàng, líp nha líp nhíp hôn thuận nàng mẫn cảm bên tai bỗng đến cái cổ, bình tĩnh thấp lãng thuần nhượng tiếng nói, cười hỏi, nói xong ngươi giúp ta chiếu cố hoa cỏ, bản này sổ tay. Ngươi xem bao nhiêu. Quanh mình tất cả đều là của hắn khí tức, bạc hà hương, hóc mon, tại nửa ám dưới ánh đèn mờ mịt phóng đại. Hoắc tinh dịp cả người tựa như dẫm tại đám mây, nhẹ nhàng không có cách nào chạm đất, cả người tựa như hóa thành một vũng nước bãi trong ngực hắn. Một tờ đi. Vẫn là một tờ nữa, cảm thấy, cảm thấy ngươi đối bọn hắn so với ta để bụng. Tiểu cô nương hơi thở điềm hương, thân thể mềm mại, cánh môi khẽ trương khẽ hợp kiều kiều khí khí nói lời hắn nghe không rõ cũng không muốn nghe, lòng bàn tay tại môi nàng tả hữu vuốt ve đảo loạn, không cách nào nhẫn nại cũng không muốn nhẫn nại hôn lên. Tiếp xuống phát sinh hết thảy, đã hợp tình hợp lý, cũng ngoài ý liệu. Hoắc tinh diệp tư thái xưa nay nhìn qua có lồi có lõm, thật hợp lý sở tuần đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, mới hiểu được cô nương này đến cùng có bao nhiêu nhẹ. Hắn trên trán nổi tầng mồ hôi mỏng, một lần một lần hôn mặt mày của nàng, hỏi. Đi phòng ngươi vẫn là phòng ta. Ngươi, Hoắc tinh diệp một bên nhẹ nhàng thở, một bên ôm cổ của hắn, ý đồ xấu liếm lấy hắn nhấp nhô hầu kết, từng chữ từng chữ giọng dịu dàng nói. Ngươi đã nói chưa ngươi cho phép. Ta không thể đi vào. Có thế ta hôm nay liền không có trải qua ngươi cho phép. Loãng xoảng Cửa bị rơi lại hung ác vừa vội. Đèn áp tường trên mặt đất cắt một vòng nhập nhèm ảnh. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bất luận cái gì nhỏ bé tiếng vang đều bị phóng đại trí thanh tích. Dưới lầu tiểu hài, hoa hoa, tiếng khóc, bên ngoài phòng khách, tí tách, vụng về lắc lư rơi xuống đất chuông, cùng hai người mênh mông nhịp tim, hỗn loạn sửa chữa dệt nóng bỏng hơi thở. Mái tóc đen suôn dài như thác nước trút xuống, xám đậm ga giường nổi bật lên nữ tử cánh môi chu điểm, da thịt trắng hơn tuyết, một bộ xanh nhạt đến gối váy đã sớm bị xoa lộn xộn, nhưng không chút nào ảnh hưởng móc ra vòng eo yểu điệu. Tựa như một nhánh ngậm nụ nụ hoa, kiều diễm, tế nhuyễn, ban ngày để sở tuần đau lòng thương tiếc, ban đêm chỉ muốn thuận bản năng, lột đi hoa da, trút mất hoa thân mang theo vài phần đưa nàng hỗn tạp tận xương tủy lực đạo, từ xương quai xanh hôn đến chập trùng, chợt nhẹ chợt nặng, nóng hổi hai tay vịn bờ eo của nàng chậm rãi hướng phía dưới. Cuối cùng, trăng móc tại cái kia không chịu nổi một chiếc nơ con bướm bên trên, hợp môi có chút lôi kéo. Ngô! Sóng nhiệt sông đến hoắc tinh dịp sắc mặt ửng hồng, hai tay không có ở hắn thô ngắn trong tóc, khó nhịn gọi, sở, sở tuần. Sở tuần ít hầu liền lăn, có chút vọt người, cánh tay dài vượt qua nàng ngã vào đầu giường trong ngăn tủ, tiếng sột soạt sau một lúc, hắn hôn hoắc tinh diệp lơ lửng không cố định mặt mày, trường chỉ chưa đi đến tầng kia tia mỏng vải vóc, tràn trọc vũng bùng. Hắn hôn cầm của nàng, trầm thấp cười, mất tiếng tiếng nói tựa như từ các đá bên trong rèn luyện. Làm sao ẩm ướt đến nhanh như vậy? Hả? Ân. Hoắc tinh diệp tại gợi cảm bên trong trầm luân đến thần chí không rõ, khả năng, có thể là lớn. Nàng tiếng nói chưa xong, sở tuần chậm rãi rút chỉ, ánh đèn đánh lên đầu ngón tay một sợi nhạt nhẽo huyết sắc. Hắn nhìn xem cái kia xóa huyết sắc, toàn thân trên dưới hỏa khí bỗng nhiên bị vòng tại việt miệng, sau đó chậm rãi bóp chặt. Một giây, hai giây, ba giây. Ngươi. Thần sắc hắn phức tạp, tiếc hầu hơi lăn, sững sờ tại nguyên chỗ có chút phản ứng không kịp. Hoắc Tinh Diệp trước mắt lắc sắc, một cái giật mình đẩy hắn ra xoay người xuống giường hướng nhà vệ sinh chạy đi sinh ra từ dưới lầu cửa hàng tiện lợi tiểu áo mưa hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vừa đạp vào hành trình liền bị cưỡng chế rút lui núp ở bên giường băng lãnh trong thùng rác hết sức không cam lòng mà trên giường nam nhân ổn lấy trên thân tán loạn hỏa khí vừa tiêu hóa xong trên màn hình kinh nguyệt quay đầu liền nghe trong toilet nữ tử ngượng ngùng lại ráng chống đỡ dũng khí hô ta giống như lại có chút hỗn loạn trước đó coi là xong không để ý cái kia cái kia. Ngươi có thể hay không xuống lầu giúp ta mua cái di mụ khăn? Sở Tuần vốn là thấy đau ngực lại bị tiểu cô nương rầu rĩ hầu hạ một vòng. Hắn nhận mệnh xoay người xuống giường, mang theo quần áo đi chân trần đi đến nhà vệ sinh bên cạnh, một tay một tay chụp lấy áo sơ mi nút thắt, một tay trở tay gõ cửa. Bên trong cô nương mừng rỡ hai chữ vừa truyền đến. Ta muốn, hắn không có tốt thanh tức giận nói. Không thể, a. À trên bồn cầu hoắc tinh diệp ngay ra một lúc, lập tức xẹp miệng, vậy ta làm sao ra nha? Bên ngoài không có lên tiếng âm thanh, hoắc tinh diệp nháy hai lần con mắt. Có được hay không vậy sở tuần? Bên ngoài vẫn là không có lên tiếng âm thanh, nàng lại thử thăm dò gọi xưng hô, vẫn là sở sở. Giáo sư. Sở giáo sư. Sở đại soái ca. Sở vũ trụ vô địch toàn thế giới đẹp trai nhất soái ca bên ngoài như cũ không có lên tiếng thanh. Hoắc tinh dịp giận, trực tiếp mị lấy điệu. Lão công, sở tuần vốn là cầm nàng không có cách, bất quá chụp mũ dây lưng công phu, liền nghe được hai chữ cuối cùng, ý cười rốt cục không nín được bò lên trên mặt mày, khuất quyền che tại bên môi thêm chút che giấu, ngược lại ra vẻ bình tĩnh. Làm sao mua? Liền ta trong bọc đệm cái kia loại nhãn hiệu, ngươi đi lật qua, hoắc tinh dịp bình thường ngồi sổn xí có nhìn sách hướng dẫn thói quen, Giờ phút này phá lệ thông thuận nói, ta muốn một bao miên nhu tia mỏng 350mm mang đuôi cánh đêm dùng, một bao toàn góc độ thân nhu không lo không bên cạnh để lọc 420mm siêu trường kinh điển, một bao miên nhu mỏng manh 240mm không khí mỏng cảm giác không. 08 không mang đuôi cánh hàng ngày. Tốt, chỉ những thứ này. Sở tuần. Tốt, chỉ những thứ này. Bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 Trường Sam Xanh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sông sen bờ ven đường trồng đầy cao lớn cây ngô đồng, dưới cây là một tịch kim cẩm, trên cây là một vòng trăng tròn. Cửa hàng tiện lợi bên trong, hai cái trực ban cô nương chính chơi lấy vui vẻ tiêu tiêu vui, lơ đãng ngẩng đầu, liền gặp một cái áo sơ mi trắng quần tây đen nam nhân một tay mang theo điện thoại một tay cắm túi quần, mặt mày nhạt nhẽo, tư thái thanh linh, từng bước một, tựa như từ ánh trăng bên trong đi tới. Hắn đẩy cửa ra, trường chân bước vào cánh cửa, nhìn lướt qua bản hướng dẫn, một cách tự nhiên đi đến nữ tính vật dụng khu, không có một gợn sóng ánh mắt từ từng dãy xanh xanh đỏ đỏ tiểu mềm bao bên trên băng khoang mà qua, thon dài trắng nõn chỉ ôm trong đó sáu bao, đi vào quầy thu ngân. Dư quan lướt qua bên cạnh cỡ nhỏ tủ chứa đồ, thanh tuyến bình thản hỏi, cái này hát sâm lâm bánh ngọt là lúc nào tới. Thu ngân nữ sinh đỏ mặt, tiếp nhận cái kia sáu bao di mẹ khăn, bên cạnh ghi chép bên cạnh đáp. Buổi chiều mới đưa tới, rất mới mẻ. Ân, ừ, sở tuần nhìn qua bánh ngọt, đáy mắt xẹt qua một đạo rõ ràng nhu hòa, phiền phức giúp ta bọc lại, muốn bên trái sô-cô-la thiếu điểm cái kia. Tốt. Đêm khuya đến đây khách nhân phần lớn còn buồn ngủ hoặc men say mông lung cái này nam nhân lại giống trên núi cao nước chảy không nhanh không chậm chảy xuôi trong đêm tối thanh tịnh hơi lạnh độ lấy lăng tăng tinh huy bàn. đến mua di mụ khăn thẳng đến sở tuần thân hình lắc tiếng đèn đường thước tha ảnh hạ biến mất không thấy gì nữa cái kia thu ngân viên mới gãi gãi đồng bạn mua bàn tay hắn có phải hay không buổi chiều đến mua bộ cái kia soái ca a ta lúc ấy không thấy rõ nhưng cái kia hai tay đúng vậy a à. Buổi chiều nhìn hắn nắm hai hộp bộ rảnh máu liền muốn rỗng, vừa mới nhìn hắn mang theo cái kia màu hồng một đoàn. Ngoạ tàu, nàng che ngực nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ hắn bạn gái đến đại di mụ rồi? Làm sao, nữ sinh hướng đồng bạn nháy mắt mấy cái, ngươi còn muốn đi giúp người ta thư hiểu một chút? Lăng ngươi, bị chế nhạo nữ sinh cười đánh một cái đồng bạn trong lòng bàn tay, ngược lại chân thành nói, bất quá thật muốn đến như vậy cái nam nhân, vẫn là thôi đi quá lạnh. Liền vừa mới hắn đứng nơi này, ta không dám thở mạnh một ngụm, muốn thật đến trên giường, đoán chừng cũng là lãnh cảm, khối băng đồng dạng mất thăng bằng, nhiều lạnh cỡ nào nhàm chán. Ha ha nói thật giống như người ta để mắt ngươi đồng dạng. Quay đầu thân thích bình thường không đau. Hoắc tinh dịp ngồi tại trên bồn cầu buồn bực ngán ngẩm, tiếp nhận sở tuần tiến dần lên đến cái kia hơi mỏng một mảnh lúc, còn thuận tiện sờ soạn một cái tay của hắn, sở tuần vừa định trở tay bắt lấy nàng, bị nàng cười ngọt ngào lấy nói tiếng cảm ơn, linh hoạt né tránh. Sở tuần cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, chỉ là tại nàng ra trước, lặng lẽ đêm nào đó tầng vốn là mỏng sô cô la mảnh lại cạo một nửa ném trong thùng rác. Mà hết thảy này, hoắc tinh diệp không hề hay biết. Ra nhìn thấy trên bàn trang điểm khối kia tinh xảo tiểu bánh ngọt, ánh mắt của nàng sáng lên. Làm sao ngươi biết ta có chút đói? sở tuần một viên một viên giải hết áo sơ mi nút thắt một tiếng cười khẽ cùng với áo sơ mi rơi ngươi chừng nào thì không đói bụng khoác tinh dịp cái nĩa bỗng nhiên tại thơm ngọt ô mai bên trên không phải nói nam nhân yêu đương giai đoạn trước đều sẽ dỗ dành bạn gái a à, ngươi làm sao vừa tới tay liền bắt đầu ghét bỏ ta a à. trước mắt đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú dọa đến nàng một cái nương tay cái nĩa rơi xuống Nam nhân dùng cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú nàng, sau đó, từ từ câu môi, mang theo vài phần hiếm thấy trêu tức, nói. Vậy cũng muốn ta. Tới trước tay. Hoắc tinh diệp chột dạ đẩy hắn càng ép càng gần lồng ngực, thon dài mi mắt rung động không ngừng. Ngươi đừng áp sát như thế, vạn nhất đem ta bánh ngọt đụng. Sở tuần cúi đầu mổ một chút môi của nàng, tại tiểu cô nương phản ứng trước đó, dựng lấy trên cánh tay khăn tắm thản nhiên tiếng toilet sâu đèn hướng dẫn quan trắng sáng, câu đến hắn phía sau lưng xương cốt xinh đẹp, đường cong rõ ràng. Hoắc tinh diệp hậu tri hậu giác trở về chỗ vừa mới cái kia phương bột phát lồng ngực, mạch sắc cơ bắp hoa văn rõ ràng, một khối hai khối, bảy khối tám khối, sau đó hai đầu nhân ngư tuyến, khúc xương xuôi theo luồng vào cái kia thật mỏng vải vóc, vải vóc trung ương. Hô! Nàng dùng mu bàn tay vỗ vỗ ửng đỏ nóng hổi gương mặt, không thể lại nghĩ sở tuần tắm rửa xong đẩy cửa ra, bị trước mắt tiểu cô nương giật mình. Ngươi muốn làm gì? Hoắc tinh diệp dương lên trên tay vật phẩm phong phú thu nạp hộp, mặt mày công công nói. Ta đem ta trước khi ngủ rửa mặt chuyển tới A, ta muốn cùng ngươi cùng ngủ. Sở tuần ca một tiếng, đưa tay ngăn lại nàng. Không muốn. Hoắc tinh diệp ngửa mặt nhìn hắn, nháy một đôi sạch sẽ vô tội con ngươi, xẹp miệng. Thế nhưng là ta sợ sở tuần nhăn một chút mi, đưa tay tiếp nhận trên tay nàng hộp quay người phóng tới trên bồn rửa tay, không có tốt thanh tức giận nói. Vậy ngươi trước đó làm sao không sợ? Bởi vì lúc trước ta là không sợ hãi độc thân cẩu, hoắc tinh dịp lý trực khí tráng trả lời một câu, gặp hắn trong mắt nhìn chính mình, liền học bộ dáng của hắn đi cà nhắc hôn một chút hắn xương quai xanh, nhưng bây giờ, nàng rơi xuống gót chân, dạng lấy nước mắt, tuyển chuyển mềm giọng ta là ngươi nũng nịu bạn gái thật cầm nàng không có biện pháp nào. sở tuần khóe môi mấy không thể ra run rẩy một chút, dịch ra nàng, hồi giường vén chăn lên chui vào, đón nàng cho dù chính mình không đồng ý cũng sẽ dùng sức mạnh hết lần này tới lần khác, còn muốn trang nhu thuận hỏi mình ánh mắt. ta mấy chục lần, ngươi nếu là rửa mặt không hết cũng đừng đi lên. hoắc tinh dịp tranh thủ thời gian quay người. tốt 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 tốt, ta rất nhanh. 10, 9, 8 xoát xoát xoát. 4, 3. Ào ào lạp lạp. 2, 1. Nhanh nhanh. 0 điểm 9, 0 8. 0 điểm lẻ 0 8. Bóng đêm thâm trầm, nhà nhà đốt đèn tại hắc ám cùng ráng chiều sen lẫn quan ảnh bên trong chớp tắt. Có, là giữa người yêu che kính chăn thuần ôm nhau, an bình, tỉnh mịch. Có, là chừng 20 liên quan tới tiền đồ tiếng một bước suy nghĩ. Có, là nhục dục cùng quyền lợi tung loạn giao dịch, càng khoái nhạt, càng không có, càng thét lên, càng xa đọa Hết thảy hết thảy, hơi thở tại bình minh. Dựa theo tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình bên trong sáo lộ, sở tuần hẳn là động tác êm ái hôn tỉnh chính mình, sau đó, đem điểm tâm bưng đến trên giường, không cần quá phong phú, một cái hình quả tim trứng tráng thêm một cốc ống hút bên trên buộc lên nơ con bướm sữa bò liền tốt. Rất rõ ràng, trời đã sáng, mộng liền nên tỉnh cho dù ôn nhu đãi ngộ không từng có, hoắc tinh dịp nghĩ, chính mình cũng là hắn bạn gái, mở cửa sau dễ dàng quá vòng thứ hai thử giãn cũng không có vấn đề a. À. Nếu như ngươi không nghĩ tới, không nhìn cũng không quan hệ, nếu như ngươi nghĩ tới, giá sách tầng thứ hai từ điển bên cạnh giáo án. Nhiều mây buổi sáng không có ánh nắng, bàn đọc sách sau nam nhân tại dựa bàn viết chữ, đơn giản quần áo ở nhà lồng ra cao thân hình, trên sống mũi mang lấy kim loại bên cạnh kính mắt theo, xoát xoát bút pháp cắt ra một vòng nho nhã nhạt ảnh, như nhiều năm trước sĩ phu, một thân thanh sam, khí khái kiêu căng. Hoắc Tinh Diệp hoàn toàn không cách nào chống cự, ông co lại đến chỉ còn mai rùa đông tướng quân đi đến bên cạnh hắn cái ghế kia ngồi tốt. Thừa Diệp sở tuần quay người giúp mình cầm giáo án, góp quá đầu đi xem hắn đang viết gì, ngắm một chút xem không hiểu, Hoắc Tinh Diệp yếu ớt thân hồi cổ. Không phải ngày kia mới thử giảng A, à, trời tối ngày mai lại chuẩn bị cũng không có chuyện A. À sở tuần đem chính mình vừa mới nhìn quyển sách kia lật đến phong bì, lại phiên trở về, đem giáo án gác qua trước mặt nàng. Phong bì cũng xem không hiểu. Hoắc tinh dịp ngượng ngùng đụng đụng cái mũi, ngắp một cái lật ra tờ thứ nhất, dần dần thanh tĩnh. Cái này giáo án tốt kỹ càng, mỗi cái bản khối khởi, thừa, chuyển, hợp có, đột phát tình trạng xử lý phương pháp có, liền lúc nào giảng đến cái gì bộ phận đứng tại trên giảng đài vị trí nào đều có, hoắc tinh dịp tiết hận, nếu như ta sớm một chút nhìn thấy, khả năng lần thứ nhất thử giãn liền sẽ không bị đánh gãy, bị đánh gãy cũng sẽ không như vậy lúng túng. Sở tuần không nói chuyện, vớt quá ống đựng bút cái khác mực nước bình vặn ra đóng. Đây là ngươi chừng nào thì viết A. À. Hoắc tinh diệp dùng cánh tay ngoặt chọc lấy hắn một chút, cảm giác loại này bút ký hẳn là ngươi tân lão sư thời kỳ viết, nhưng ngươi đã dạy nhiều năm như vậy sách, nàng ngắm nghĩ, bản này tử còn như thế mới. Sở tuần xoáy mở bút máy cái mông, ngón cái cùng ngón trỏ bóp tại trong suốt nhựa plastic quảng bên trên, lắc lư liên tục. Hoắc tinh diệp có chút hiếp mắt, ngược lại giống như vô ý nói. Sinh sản ngày là 2 tháng trước, tháng 7. Sở tuần cấp xong mực, đắp kín mực nước đóng, đem mực nước bình đẩy trở về. Cho nên, Hoắc tinh diệp thăm dò, bản này giáo án cũng là ngươi trước khi đi viết, lúc đầu nghĩ đưa cho ta, nhưng là ta không có phát hiện sở tuần thoáng vạn lông mày, một tay cầm bút máy, một tay còn vòng mực nước bình không có buông ra, trống rỗng quay đầu liền hôn lên môi của nàng. Vẫn là, không có học được lấy hơi. Một hôn a, à. Sợ hãi hắn cười nhạo mình, hoắc tinh dịp một bên sấy lấy khuôn mặt nhỏ vỗ ngực lắng lại, một bên vượt lên trước một bước nói. Ngươi trước khi đi một lần, đầu ngõ một lần, ngươi mua di mụ khăn trước một lần, ăn bánh ngọt một lần, vừa mới một lần trước trước sau sau coi như mới thân năm lần, hôn mới ba lần. Quá tam ba bận, ta lần sau khẳng định liền biết. Sở tuần mặt chỉ chốc lát, trầm ngâm. Còn có ngươi đi ngày đó cùng ngươi đi ngày ấy. Là bảy lần. Hoắc tinh diệp ta, một tiếng. Cái gì cái gì cái gì. Sở tuần rõ ràng không muốn nhiều lời, dùng bút đuôi gõ một cái đông tướng quân sát, cao tuổi lão tướng quân chậm rãi thò đầu ra, sở tuần nói đông tướng quân muốn ngươi cùng hắn chơi. Đông tướng quân có thể chính mình chơi, hoắc tinh diệp cũng dùng bút gõ một cái đông tướng quân sát, đông tướng quân lại chậm rãi đem đầu rụt về lại, cách một tầng nặng nề sát, chỉ nghe thấy. Ta đi ngày đó cùng ta đi ngày đó không phải cùng một ngày sau, ngươi tại sao muốn tách ra nói, vì cái gì không hiểu thấu liền có thêm hai lần. Sở tuần nói, mau nhìn giáo án, ngày kia liền muốn giảng. Hoắc tinh diệp không thuận theo ngươi nói a, à, ngươi nói cho ta nha. Sở tuần liễm thần sắc không muốn nói, hoắc tinh dịp lại muốn biết cuốn lấy hắn nói, hai người dằn co trầm mặt ở giữa, ông ông ông. Ông ông ông. Màn hình sáng lên, kỷ nhiễm giữ điện báo. Kết nối về sau, đối diện câu đầu tiên chính là. Ta có ngươi gần nhất làm sao thảm như vậy a? À? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 39 Thu đỏ hồng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chính mình gần nhất rất thảm Hoắc tinh dịp nghe được không hiểu thấu Thế nào? Ta hẳn là thật lâu không có lên hot search đi Đông Nam hệ một mực thống Giống như cũng không có náo cái gì yêu thiêu thân A à. Không phải ngươi thế nào Kỷ nhiễm dữ ngẫm lại liền im lặng Là bành du nguyệt cùng ngụy dịch yêu đương Ngụy dịch phòng làm việc kéo ngươi nằm thương, thông bản thảo các loại thổi bành du nguyệt ngoài vòng tròn người thanh thuần không làm bộ như hoa sen mới nở, không giống một ít người lưng tựa hoắc gia oán trời oán đất yêu diễm tiện hóa. Hoắc tinh diệp ngẩn ra một cái chớp mắt, lập tức lấy lại tinh thần. Nghĩ kéo sở tuần tay bị sở tuần né tránh, nàng dứt khoát nắm chặt hắn ấm áp cổ tay, khắp không trải qua thầm nghĩ. Hai người bọn họ A, à, thổi liền thổi A, à, ta lại không thể thiếu một cọng tóc gáy, dù sao người sáng suốt nhìn ra được có bao nhiêu thiểu năng kỷ nhiễm dữ nhíu mày. Cái này phong cách vẽ không giống ngươi A, à, dựa theo ngươi dĩ vãn tính nết, không nên một điện thoại cho ngụy dịch đập tới, hai giờ để hắn rút lui sạch sẽ A. À. Sở tuần muốn đem cánh tay từ hoắc tinh dịp thủ hạ rút đi, hoắc tinh dịp thanh tịnh con mắt đi lòng vòng, dứt khoát vọt người dạng chân đến trên đùi hắn, sở tuần muốn tránh đi, nàng ổn sức chân đạo không cho. Uống qua uống lại ở giữa, liền nghe trong điện thoại tiếp lấy truyền đến bất quá những này đều không trọng yếu, ngẫm lại ngươi muốn nam nhân không chiếm được, không muốn nam nhân các loại quấn, có phải hay không rất thảm? Hoắc Tinh Diệp ôm sở tuần cổ, thở hơi hỗn hển. cho nên, cho nên Giang Uyên gần nhất không phải đang chơi diễn sinh phẩm a, ta liền đề nghị hắn đẩy cái đơn phương yêu mến, truy cầu hiểm cái gì, tỉ như một tháng hoặc là ba tháng trong vòng hạn, ngươi đuổi tới hắn tất cả đều vui vẻ, đuổi không kịp hắn liền bồi giao, Ngẫm lại có phải hay không rất có lời, ngươi nói cho ta nghe một chút đi tiến độ ta đưa ngươi một phần, bồi trả cho ta hai chia đôi phân, hoặc là ngươi bảy ta ba cũng được, nói nói nghe được điểm thanh âm, kỷ nhiễm dữ từ từ liễm trên mặt. Hưng phấn, mang theo trần chờ hỏi, ngươi bây giờ ở đâu a? À? Hoắc tinh dịp hướng về phía người nào đó nhăn mặt. Trong nhà hắn. Ta biết tại nhà hắn, kỷ nhiễm dữ hỏi, cụ thể một chút. Hoắc tinh dịp ôn thanh nói hắn thư phòng. Kỷ nhiễm dữ hiểu rõ. Tưởng tượng liền là lần trước tiêu bản không thỏa mãn được ngươi thăm dò muốn, thế nào, lần này lật ra chút gì tới rồi sao, hoắc tinh dịp mây trôi nước chảy. Trên đùi hắn, đối diện bỗng nhiên trầm mặt. Một giây, hai giây, ba giây. Đón nam nhân khóe miệng bất đắc dĩ đường cong, hoắc tinh dịp cúi đầu mổ một chút, đuôi lông mày ép không được cặp mắt đào hoa bên trong liễm diễm sóng nước cái kia giữ tử A, chúng ta ở cùng một chỗ. Lần nữa trầm mặt. Ba giây về sau. Ngoà tàu ngoà tàu ngoà tàu. Đối diện tại chỗ bạo tẩu, ta cự tuyệt tư thế thức ăn cho chó cũng đi lãnh tỉnh một chút. Hoắc tinh dịp nhíu mày. Có như thế kinh ngạc. Chính ngươi nhìn uy bồ. Nói xong, cúp điện thoại. Năm phút sau, Hoắc tinh dịp khoanh tay cơ. Ngoà tàu ngoà tàu ngoà tàu. Tiểu cô nương một đôi chân trắng nõn oánh nhuận, dẫm tại chân của mình bên trên cơ hồ không có gì trọng lượng, sở tuần trở tay dùng lạnh bút kim loại bút đuôi gõ gõ chân của nàng lưng, thanh nhuận tiếng nói bọc lấy chút bất đắc dĩ. Nói ít thô tục. Biết. Hoắc tinh dịp đem nhấp nhô đầu kéo về trên cùng đưa tới trước mặt hắn, sở tuần thuận thế hôn một chút trán của nàng, lúc này mới nhận lấy, tại nàng phá hư kiểu tóc, nghĩ linh tinh bên trong, một tay không biết hối cải tiếp tục cào, một tay vòng nàng eo thon chi hướng trước người mang theo mang, chậm rãi phiên. Cứ việc thật lâu không có trèo lên ủy bộ không có phát động thái, hoắc ca nhi phan hâm mộ lực ngưng tụ vẫn không thể khinh thường. Bành du nguyệt thông bản thảo vừa ra tới, lập tức có người đọc lên bên trong cong cong quấn quấn. hoắc ca nhi nhà mặt trăng. Bành ưu việt từ đâu tới? Cùng ngụy dịch cùng một chỗ liền ở cùng nhau, quan ta hoắc ca nhi chuyện gì, ôm đi không hẹn cười đến ta mặt nạ đều sai lệch. Thừa nhận so người qua đường nhan cao, nhưng cùng hoắc ca nhi so. Trước tắm một cái mặt đem trang điểm lộ ra đến bàn lại thiên sinh lệ chất có được hay không? Ngụy Nam thần cả đời đẩy. Đừng đem các ngươi hoắc ca nhi thổi đến cửu thiên thần nữ đồng dạng, bất quá một cái sẽ bôi điểm chỉ giáp nhị thế tổ mà thôi, đến mức đó sao? Nàng cùng nam thần ai vung ai còn không nhất định đâu nói không chính xác nàng nặc lâu như vậy liền là đi liệu tình tổn thương. Còn nói tiểu du nguyệt cọ nhiệt độ, không chừng là các ngươi hoắc ca nhi muốn mượn xào tái xuất đâu. Ngươi nói ngươi có bóng dáng sao? Ta hoắc ca nhi không phải người trong vòng tái xuất cái cộng lông. Học sinh tiểu học đừng hố. Ngươi hoắc ca nhi không phải người trong vòng trước kia chỗ này nói nhau nhau chỗ ấy ồn ào cái cộng lông. Dù sao ta đối hoắc tinh diệp ấn tượng không tốt, không chừng là gặp ngụy dịch tìm được chân ái không có cam lòng. Ngay tại sông phương phan hâm mộ xé thành túi bụi thời khắc, bên trên một giây, hoắc tinh diệp vừa cho kỷ nhiễm dữ nói xong chính mình cùng với sở tuần, một giây sau, điện thoại chìa khóa túi tiền, một trương trường đồ trực tiếp trèo lên lôi cuốn. Trùng hợp đến. Về Đức y phấn có thể ngậm miệng sao, hát ít y thích về Đức y ta trực tiếp ăn liền. Chủ blog rõ ràng là cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên, logic tương đối rõ ràng. Bộ thứ nhất phân phía trước là hoắc tinh diệp dưới trời chiều phối đồ thổ lộ, suy tính ra nam nhân sẽ chụp ảnh, đằng sau là hai bộ kết cấu chi tiết độ cao tương tự bồn hoa đồ. Bộ hai phân phía trước là hoắc tinh diệp, say sau không biết thiên tại nước, hạ nam nhân mơ hồ chân dung, suy tính ra nam nhân một bát bác tả hữu, đằng sau là một cái nam nhân lưng tựa Audi đồ, căn cứ Audi S hệ độ cao chứng minh đánh mã nam nhân cũng là một bát bác. Bộ ba phân là tổ đồ, dưới tàn cây, tại bên cạnh xe, ở phòng học, rất nhiều rất nhiều tràn cảnh, hoắc tinh diệp đều hai mắt hàm quan nhìn chăm chú đánh mã nam nhân. Cuối cùng luận chứng chủ đề, nói ở trên là cùng một cái nam nhân, một cái chân chính ngoài vòng tròn người, nhìn ra là ai các đại lão đừng đào áo lót, chủ lông chỉ là đơn thuần đau lòng tiểu cô nương trước kia bị trói lẫn lộn coi như xong, hiện tại còn muốn bị nâng thấp dẫm cao. Nếu như chỉ có một người chú ý cũng được, hết lần này tới lần khác còn có rất nhiều trương hoắc ca nhi cùng đánh mã nam nhân cùng chùa y. Mỗi ngày đều nhớ ngọt. Trách không được hoắc ca nhi đi Nam Đại. Trách không được hoắc ca nhi muốn lưu ở Nam Đại. Không nở ta đại tổng tiến công, luôn cảm giác cái này hai nhìn qua không đáp, cùng một chỗ ngược lại rất dựng. Chu cây phấn. Mặc dù trước đó mạng nội bộ liền truyền bát quái, mặc dù trụ cục tử vì hoắc ca nhi lần thứ nhất đổi người, mặc dù hai người này nhan cao khí tràn đủ, Cực năm mao không có ở cùng nhau, bởi vì xác thực không thích hợp a. À. Tiểu khả ái cảm giác rất dựng a, à, thân cao kém cái gì, hoắc ca nhi tính cách cũng rất sáng sủa, vừa vặn cùng trường học bảo bổ sung, ngẫm lại hoắc ca nhi gương mặt kia, tại nam đại trên giảng đài, mụ mụ ta muốn thi nghiên cứu, giống cỏ xanh đồng dạng hô hấp, không đáp thêm một, các phương diện, hoa cách thức ăn liền bất quá hoắc ca nhi có thể thu tâm đi làm lão sư vẫn là rất ngoài ý muốn xem trọng không coi trọng sở tuần trục đầu kéo xong vừa đưa di động thả lại trên bàn liền gặp tiểu cô nương hai tay giảo viết sách trang một góc mềm giọng hỏi ngươi biết cái điện thoại di động này chìa khóa túi tiền sao quen thuộc biểu đạt cùng một cái du học xuất ngoại giáo sư rất giống sở tuần nhàn nhạt trả lời một câu gặp nàng còn có chút buồn buồn sở tuần thâm thúy ánh mắt tối ám, thon dài chỉ thuận thế trượt vào nàng nhu thuận trong tóc, cái cầm có chút cọ lấy nàng đỉnh đầu, thấp nhuận thuần hậu tiếng nói tựa như thuận đen nhánh sợi tóc chảy xuôi mà xuống. Thế nào? Hả? Hoắc tinh diệp không nói chuyện, chỉ là điều chỉnh một chút tư thế ngồi, ôm lấy hai chân ổ trong ngực hắn, tiểu động vật bàn sử dụng đầu ma ma hắn nhân lấy nhiệt độ cơ thể lòng bàn tay. Ngoài cửa sổ mây tạnh, màu trắng rèm vải lặng lẽ kéo phiến ảnh tiến đến, cắt đến một nửa ngại sáng sắc đoạt chính mình danh tiếng, liền tô lại lấy lá cây so le hình dạng tiện tay đem ảnh đặt tại bên cạnh bàn. Nam nhân ngồi trên ghế, cô nương uống tại trong ngực nam nhân. Đông tướng quân nhìn mấy phút không gặp người hồi vị, một bên thầm mắng bại gia nha đầu lúc này ngược lại sẽ không hưởng thụ, một bên dọc theo chân ghế chạm rỗng nấn ná điêu văn bò lên trên không ghế dựa, ấm nguội nuốt chuyển đến trên nệm êm nằm sắp tốt. Ô, thật là dễ chịu. Sở tuần duy nhất một lần hống nữ hài tử kinh nghiệm còn dừng lại tại 10 năm trước. Hắn cùng đông tướng quân mắt to đôi mắt nhỏ trừng một phút, đang do dự muốn hay không đem ngón cái đặt ở trên chóp mũi làm mũi heo cho nàng nhìn, liền cảm thấy trong lòng bàn tay sợi tóc mất máy, tiểu cô nương cảm khái lại xen lẫn điểm buồn vô cớ thanh âm chậm rãi bay ra. Khi còn bé lão hoắc bọn hắn rất ít quản ta, là thật rất ít cái kia loại thiếu. Khác tiểu bằng hữu tan học đều là ba ba mụ mụ tới đón, Ta là bảo mẫu tiếp, khác tiểu bằng hữu cuối tuần ngày nghỉ đều là cùng ba ba mụ mụ đi sân chơi chơi. Ta là cùng hoắc quyết giữ tử bọn hắn đi, khác tiểu bằng hữu thi tốt muốn ba ba mụ mụ khen ngợi, thi kém sợ hãi ba ba mụ mụ phê bình. Ta hoàn toàn không có những phiền não này, thậm chí ta đều không cần vắt hết ốc nghĩ cái lý do mới có thể mua xinh đẹp váy, xinh đẹp qua qua, cùng thần tượng chụp ảnh chung, bởi vì những thứ này ta đều có thể tùy tiện đạt được. Đương nhiên, căn cứ công bằng nguyên tắc. Hoắc Tinh diệp giật giật khóe môi. Ta cũng từng có rất nhiều lần che kín lễ vật, vây đầy đồng bạn, duy chỉ có không có cha mẹ sinh nhật, tại giao thừa xem tivi bên trên làm khách quý lão Hoắc nói hắn trang điểm dáng vẻ thật kỳ quái, một người uống tại trong chăn nghe băng ghi âm bên trong chuyện cổ tích, nghe nghe liền khóc thành tiếng. Sau đó 11, 12 tuổi liền bắt đầu một người đi xa nhà trải qua so bất luận kẻ nào sớm lại so bất luận kẻ nào dáng dấp phản nghịch. Sở tuần hầu kết hơi lăn vòng tại nàng trên lưng tay thoáng nắm thật chặt. Tựa như là 14 tuổi vẫn là 15 tuổi đi, thi cấp 3 kết thúc, một người đi ra ngoài chơi kết quả đem chính mình chơi đùa kém chút quải điệu, hoắc tinh dịp nhẹ nhàng cười âm thanh, ta nhớ được lão hoắc lúc ấy đều sợ quá khóc, sau đó nuôi thả biến thành nuôi nhốt. Trên thực tế bọn hắn nghĩ nuôi nhốt, cũng không quản được ta. Hoắc Tinh Diệp vuốt vuốt nhà hắn cư nuốt vào nút thắt, câu được câu không, miên lấy âm điệu. Gặp may thật bất ngờ, nhưng một đoạn thời gian rất dài, ta giống như đều rất hưởng thụ, lên hót sớt, dây cóc quầy bộ quá ngàn hơn vạn tán, mềm văn phô thiên cái địa, bị trong mắt người khác thịt tươi nam thần vây quanh, Hoắc Ca Nhi, trước Hoắc Ca Nhi, sau gọi. Nàng dường như tự dễu thở dài, giống như sống được ồn ào náo động chút, liền thật không cô độc đồng dạng thon dài mi mắt rung động đến kịch liệt, sở tuần lòng bàn tay che quá khứ, giúp nàng nhẹ nhàng đóng lại. Nàng cong môi cười, lông mi quét vào lòng bàn tay của hắn, khẽ rung thanh tuyến thụ ủi thiếp trở nên nhẹ nhàng không ít. Lại về sau liền gặp ngươi, lại về sau ta liền phát hiện chính mình chẳng phải yêu ơi bồ cũng chẳng phải yêu đổi thích ra danh tiếng, vừa mới nhìn bình luận mới phát hiện, ta giống như cách những cái kia đầu gió đỉnh sóng thời gian có chút xa. Ngươi trầm mặt cũng tốt, ngươi không để ý tới cũng tốt, ngươi nói chuyện cũng tốt. Sở tuần lòng bàn tay chậm rãi dời xuống, rơi xuống trên môi của nàng, một tấc một tấc vuốt ve. Giống như cùng với ngươi, ta mới thật cảm giác không phải một người. Sở tuần ngón rõ đẩy ra môi của nàng, nhẹ, vò, chậm, vê. Người khác đều nói nữ truy nam cùng một chỗ về sau, sẽ có cảm giác không chân thật, ta tự hồ không có. Nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền cảm giác ngươi là của ta, ta liền nên thích ngươi, ngươi liền nên thích ta, giống mặt trời mọc mặt trời lặn đồng dạng đương nhiên. Là ta biểu bạch, sở tuần chấp mũi chống đỡ lấy nàng kiều nộn chấp mũi, lượt tâm tiếng nói tựa như cổ trấn trên mái hiên văn, trầm, ám, nổi thời gian điến ra câu người, ngậm lấy ý cười chậm rãi nói, cũng là ta truy ngươi. Hoắc tinh dịp rung lên một lát, phốc phốc, phá công. Sở sở ngươi bộ này kiếm không dễ giọng điệu để cho ta có chút được sủng ái sở tuần ánh mắt hơi ám, hầu kết hơi lăng, sau đó, véo nhẹ lấy cầm của nàng, trực tiếp hôn đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 Biển sâu xanh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nụ hôn này, tiếp được nhất là lâu. Tay của hắn là ấm, môi là nóng, ở giữa sen lẫn tình cảm quá mức phức tạp cùng với sen lẫn hơi thở một sợi một sợi khắp tiếng hoắc tinh diệp khoang miệng, để nàng quên đi trước đó truy vấn, dư thừa hai lần còn không có đáp án, cũng để nàng quên vuốt thanh, cũng là ta truy ngươi, cũng, rốt cuộc là ý gì? Đông tướng quân ý thức du tẩu tại đêm có ngủ hay không biên giới, nghe thấy bên tai truyền đến, kẻo kẹt kẻo kẹt, tiếng vang, thoáng dương mắt, nhìn cô nương trắng ngoãn bàn chân tại chân ghế bên cạnh trôi tới trôi lui, chân ghế bên trên quanh có một thân công ra một cái khó khăn lắm độ công. Đương Hạ giật mình, lòng nghi ngờ cái ghế này tồn tại chất lượng vấn đề, một bên lưu luyến không rời một bên ấm nguội nuốt từ trên nệm êm tụt xuống. A à Thị gần đây mưa thu rã rít, trên đường xúc lấy vũng nước, tăng thêm trợ lý lưu lị gọi điện thoại nói có phóng viên ngồi chờ sông sen bờ, hoắc tinh dịp dứt khoát trạch tại trong nhà. Sở tuần nói qua nàng mấy lần, không lay chuyển được nàng nháy một đôi mắt chu môi bán manh, cũng liền bất đắc dĩ cười cười, để tùy đi. Hoắc tinh dịp buổi sáng chơi game, giữa trưa tìm sở tuần ăn cơm, buổi chiều chơi game, đại khái khoảng 5 giờ rưỡi, điều tiểu âm lượng vẫn tai, nghe được sở tuần trở về khóa cửa vang, tranh thủ thời gian nhấn diệt điện thoại làm bộ nhìn giáo án. Liên tiếp hai ngày, nàng giáo án đều phiên tại cùng một trang. Sở tuần khám phá không nói toạc, giống như vô ý đề. Ngươi tối hôm qua trước khi ngủ một mực lại nhảy cái này trận đấu mùa giải chỉ còn cuối cùng mấy ngày. Cùng khuê mật mở đen hơn đến vương giả sao còn kém hai ngôi sao. Hoắc tinh diệp thốt ra. Tiếng nói rơi, ngân tiếp người nào đó mỉm cười mắt đen, nàng hung hăng trừng một chút, nhíu lại tú khí lông mày kẹp đi hắn trong chén khối kia sủi tảo tôm. Ăn cơm. Ân. Sở tuần bật cười. Ý cười dạng tại trên bàn cơm, dạng tại phòng bếp bồn rửa tay một bên, cũng dạng tại nàng khoanh tay cơ mềm mại nói, cố lên rửa chén, rửa chén cố lên, lúc cặp kia gợn sóng điểm điểm cặp mắt đào hoa bên trong. Một tới hai đi, liền đến thứ sáu. Ba giờ chiều, hoắc tinh dịp điều nghiên địa hình đi phòng học lớn đợi lên sân khấu, quay bộ bên trên chuyện xấu huyên náo xôn xao hai người mới xuất hiện lần thứ nhất cùng khung. Lần thứ hai thử giảng không có chuyên môn chương trình học cùng học sinh. Phòng học lớn phía trước là liên hợp bồi dưỡng kế hoạch thành viên, ở giữa ngồi bằng khoáng đứng ngoài quan sát đồng học, hàng cuối cùng như cũ là âm phạt đòn phân thẩm hạch tổ sở tuần trên người áo sơ mi trắng âu phục đen là chính thức trường hợp tiêu chuẩn thấp nhất. Hoắc tinh diệp thì là mã não sắc tiểu váy đỏ dựng cùng màu dày cao gót, không thêm thu liễm trang dung xinh đẹp, gò má bên cạnh hai cái lúng đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, nhìn quanh sinh huy. Thô sơ giảng lược xem xét hai người không có gì liên quan, nhưng cẩn thận nhìn lời nói. Thứ hai đếm ngược cái kể xong, Hoắc tinh diệp thân là cái cuối cùng tại bục giảng bên cạnh chuẩn bị khoảng cách. Lý Dĩnh ngồi ở bên xem trong tiệc hơi hít mắt, đối Vương Văn nói. Ta có chút sắc yếu, ngươi nghiêng mắt nhìn một chút hoắc ca nhi váy cùng sáng nay nhìn thấy sở giáo sư tay áo chụp có phải hay không cùng một cái nhan sắc. Ta luôn cảm thấy hai người này có mờ ám. Đã ở cùng một chỗ. Vương Văn lường bên cạnh Lý Dĩnh một chút, một bộ ngươi đần biểu lộ, đạo, ngươi gặp qua sở giáo sư cùng người khác đi đường sẽ nói nói đùa cười ngươi gặp qua sở giáo sư làm thí nghiệm sẽ hồi tin tức liền vừa mới cái kia mấy phút hai người đối mặt không hạ ba lần khẳng định là một cái nhan sắc a lý dĩnh hậm hực ta một tiếng trước đó bận bịu không có chú ý nha ngươi làm gì như thế ghét bỏ ta vương văn học nàng ta một tiếng số liệu ra cái sai mà thôi sở giáo sư đều nói không quan hệ rồi không biết ai ở nơi đó khổ sở vài ngày Hắn tiếng nói chưa xong, Lý Dĩnh trở tay che hắn. Ngậm miệng. Vương Văn trước một giây ứng hảo, sau một giây, thừa dịp nàng không chú ý cào một thanh xỏa tung đầu dưa hấu. Lý Dĩnh nhíu mày lại, làm bộ muốn đánh hắn, Vương Văn trống rỗng nắm chặt nàng mảnh khảnh cổ tay, chỉ vào bục giảng chững chạc đàn hoàng mặt. Hình tượng. Hoắc Ca Nhi bắt đầu giảng. Biết. Lý Dĩnh rầu rĩ buông tay ra, nghiêm túc nhìn bục giảng nàng không thấy đỉnh đầu nghiêng phía trên, nam sinh lặng yên dương khóe môi. Powerpoint là sở tuần, chỉ đạo, làm, giáo án là sở tuần, chỉ đạo, viết, điểm mấu chốt cùng bỏ sót điểm cũng là sở tuần phê bình chú giải. Tại cái này mô bản cùng sở giáo sư thường dùng đồng dạng, cái này viết bản giao diện cùng sở giáo sư giống như tiếng nghị luận bên trong, hoặc tinh dịp 15 phút ngắn thử giảng thể đến vừa vặn. Nàng phê phán thẩm mỹ, góc độ cắt đến mới lạ, tự thuật trôi chảy dễ hiểu một câu cuối cùng, đang tìm kiếm nghệ thuật chân tướng quá trình bên trong, chúng ta cũng là đang tìm kiếm một cái không đồng dạng chính mình, rơi thôi, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Lấy chúc mừng liên hợp bồi dưỡng kế hoạch thử giãn toàn bộ kết thúc. Chấm điểm khâu tiến hành rất nhanh. Hoắc tinh dịp từ trên giảng đài xuống tới, cùng người khác thì thầm vài câu đổi chỗ ngồi ngồi vào lý dĩnh bên cạnh công phu, liền đến chính mình. La Vi giống như cho tới bây giờ đều mặc nghề nghiệp bộ váy, vải vóc củi thiếp, nói chuyện cũng mượt mà. Tại cho vị cuối cùng chấm điểm trước đó, suy nghĩ nhiều nói hai câu. Bởi vì ta tháng sau muốn điều nhiệm đông lớn, cho nên sau này sẽ là thực vật sở nghiên cứu sở giáo sư cùng ngành trung văn ninh giáo sư mang các ngươi hoàn thành tiếp xuống hai năm kế hoạch, đối với cái này, ta thâm biểu tiếc núi. Trong phòng học vang lên một trận nhỏ bé tiếng nghị luận. Đãi tiêu tán về sau, La Vi nói tiếp. Gần nhất chỉ trích nhiều, trước khi chia tay, ta nghĩ liền lần trước không điểm chấm điểm sai lầm, ta có thế bù đắp, đại khái là vì hoắc lão sư đánh lên chín phần điểm cao đi. Nói xong, nàng thành khẩn đối hoắc tinh diệp gật đầu, mỉm cười, hoắc lão sư, ngươi rất tuyệt. hoắc tinh diệp hồi lấy cười nhạt một tiếng. La Vi yêu cầu cao tại Nam Đại là có tiếng. Hôm nay, lại trên người Hoắc Tinh Diệp lấy như thế chân thành tha thiết thái độ đánh ra nàng hôm nay một cái duy nhất chính phần. Đám người xôn xao sau đó, chính là tán thưởng. Lý Dĩnh cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cũng đồng dạng cao hứng đông đưa Hoắc Tinh Diệp cánh tay. Hoắc Ca Nhi chính phần ai? Chính phần ai? Thật là lợi hại. Hoắc Tinh Diệp chơi lấy trò chơi cười không nói. Vương Văn bấm tay thưởng Lý Dĩnh một cái bạo lực. Ngốc sao? Lý Dĩnh bị đau che. Ta làm sao choáng váng? Chẳng lẽ không cao? Vương Văn hạ giọng. Bất đắc dĩ giải thích. Hoắc Ca Nhi thực lực này rõ ràng xứng với chính phần. La Vi nói lời này đối các lão sư khác ám chỉ chính là ta cảm thấy cho Hoắc Ca Nhi chính phần liền là điểm cao, các ngươi liền tốt nhất ổn lấy chính phần hướng xuống đánh. Đối Hoắc Ca Nhi tới nói chính là, nếu như Hoắc Ca Nhi cầm điểm cao, là La Vi cho phân tức cao. Nếu như Hoắc Ca Nhi cầm thấp phân, La Vi cho cao như vậy phân Hoắc Ca Nhi đều cầm không được điểm cao, đã nói lên Hoắc Ca Nhi đồ ăn a. Lý Dĩnh gật gật đầu, cái hiểu cái không. Quay phim đại ca 10 phần quan tâm, tấm kia thật mỏng kiểm tra đánh giá biểu hướng về sau chuyển, hắn ống kính liền theo hướng về sau chuyển, liên tục mấy cái chính phần chết lên nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Chờ đến sở tuần. Nam nhân cầm bút phần tay chi tiết ở trên màn ảnh phóng đại, thon dài, trắng nõn, mỗi cái khớp nối chập trùng đều vừa đúng. Cách một tầng hiện trạng ánh sáng màn hình, Người khác nhìn hắn con mắt giống đêm tối hạ biển sâu, sâu thẳm, giấu giếm, hỉ nộ không rõ. Hoắc Tinh Diệp nhìn xem, chỉ cảm thấy giống biển sâu trên không ngôi sao, sáng lấy nhỏ vụn ánh sáng, quan mang chợt thể hiện, đen nhánh bút tích tùy theo công cái đường cong, vì cái gì sở giáo sư đánh tám phần, thấp nhất tám phần, dẫm lên hiện trường tiểu bức kinh hô, Lý Dĩnh xoay mặt hỏi Hoắc Tinh Diệp, sư nương ngươi cùng sở giáo sư không phải đều ở cùng một chỗ sao? hoắc tinh diệp trò chơi chính đến cao trào hoàng mỹ hồi phục. Vương Văn gõ gõ huyệt Thái Dương, có phần đau đầu lần nữa giải thích. Nếu như hoắc ca nhi điểm số quá cao, khẳng định sẽ bị phòng giáo vụ rút ra làm mẫu hoặc là cái gì, sở giáo sư đem nàng kéo đến một cái bình quân thành tích là đang giúp nàng bớt việc nhi A, à, dù sao sẽ không bị đào thải. Lý Dĩnh nghe là cái này Lý, trên tay vẫn là nhịn không được, nhớ một cái vương văn cánh tay, căm giận bất bình ngươi một cái nam sinh làm sao tâm tư so nữ sinh còn tế. Vương văn dắt nàng kính đen. Ngươi một người nữ sinh làm sao tâm tư so nam sinh còn lớn hơn. Lý Dĩnh đỡ lấy kính mắt ý đồ dùng ánh mắt giết chết hắn, người nào đó bình chân như vậy. Đẩy tháp, thủy tinh, hoàn tất. Trên màn hình tỏa ra ánh sáng lung linh, victory, sáng lên, hoắc tinh dịp thở vào, dụi dụi con mắt, cười nhẹ nhàng hỏi hai người. Làm sao mấy ngày không thấy? hai người như thế đổi. Lý Dĩnh cùng Vương Văn nhìn nhau hai ghét. Hai ta một mực dạng này. Hai mươi mấy năm. Nguyên lai thanh mai trúc mã A, hoắc tinh diệp con mắt đi lòng vòng, tùy ý nói, vậy ngươi hai đều là A thị người. Lý Dĩnh, Vương Văn. Ân. Ừ. Hoắc tinh diệp lại nói. Hai ngươi đã hẹn tới Nam Đại. Lý Dĩnh, Vương Văn. Ân. Ừ. Hoắc tinh diệp thật dài cút, một tiếng, nhìn bên trái một chút đầu dưa hấu mặt tròn đáng yêu nữ sinh, nhìn bên phải một chút giữ lại tóc húi cô dương quan xuất khí nam sinh, duy trì lúc trước ngữ tóc. Cái kia Lý Dĩnh có phải hay không thích Vương Văn A? Lý Dĩnh thuận câu chuyện. Ân. Ừ. Tiếng nói rơi, hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, xoay mặt đụng vào người nào đó cười thầm thần sắc, nàng nghe răng trợn mắt làm mặt quỷ, tiếp theo liền gọi Hoắc Tinh Diệp. Hoắc Ca Nhi, Hoắc Ca Nhi ngươi nghe ta giải thích phía trước cửa phòng học mở, đen nghiệp đầu người hướng ra ngoài tuôn ra. Hoắc tinh dịp đi theo đến. Ta cũng muốn đi bên cạnh phòng học ký tên, chờ một lúc trở về còn muốn nói cảm nghĩ vẫn là cái quỷ gì. Nàng đem bao cho Lý Dĩnh, trêu chọc lấy thuận tay bóp một thanh nữ hài ửng đỏ khuôn mặt. Không tạ. Sau đó, không đợi Lý Dĩnh giải thích, tố thủ đem trên trán rũ xuống tóc dài Phật đến sau tai, thản nhiên đi hướng đám người. Tư thái yểu điệu, khí chất tuyệt hảo, da thịt tại màu đỏ chót phụ trợ hạ càng thêm trắng nõn oánh thấu. Dù là vóc dáng không phải tối cao, hoắc tinh diệp đứng ở người bình thường bên trong, bóng lưng y nguyên xuất chúng. Ngoài cửa cùng trong môn sáng tỏ cái gì nhưng, quá độ cái kia một cái chớp mắt quan ảnh giao thoa, thoáng như đem nàng tinh xảo như mài bên cạnh nhang chở tiếng thời gian trường hà. La Vi đi ra ngoài một chuyến, trở về đi đến sở tuần bên người, nói chuyện phím bàn hỏi, ngươi lần trước phân đánh cho rất cao. Vì cái gì lần này đánh thành thấp nhất? Nếu như là ngươi đứng tại trên giảng đài, ta chắc chắn sẽ không đánh thấp nhất. Sở tuần ngay tại hồi phục nào đó cô nương tin nhắn, gọt mỏng cánh môi câu điểm đường cong, nghe được la vi tế lấy âm điệu gọi sở giáo sư, hơi vặn hạ mi, lập tức mây trôi nước chảy nói. Không hài lòng lắm biểu hiện của nàng. Cho nên nghe đồn quả nhiên là nghe đồn. La Vi cảm thấy mừng thầm, trên mặt không kinh đối với tân lão sư tới nói đã rất khá mặc dù ta cũng cảm thấy có chút tì vết sở tuần nhàn nhạt gật đầu ân la vi vui vẻ hồi tòa sở tuần nghĩ nàng kéo căng lấy đứng tại trên giảng đài đâu ra đấy thuyết giáo dáng vẻ xa xa không có ở nhà ở trước mặt mình thử kể xong mỹ cái này thứ đồ gì a à? ta vì mau muốn hỏi nghe hiểu không có a à? đơn giản như vậy đều nghe không hiểu học sinh tiểu học sao Gió xuân hóa tuyết, mưa xuân hóa tuyết, xuân cái gì hóa tuyết, làm sao cái này lưng ba lần vẫn là không nhớ được, nàng cộc 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 chạy đến sở tuần trước mặt, ngươi nhất định phải hôn ta một cái cho ta lốt bốt kéo năng lượng. Ta ngây thơ, ta đã thành thục đến có thể làm lão sư được không? Lão nương đi học lúc kết nhất trường thiên lý luận, bây giờ lại muốn chính mình tới nói, tuyệt vọng, ngươi nhanh khen ta Mỹ sở tuần tuấn tú mặt mày đầy tràn ý cười, liền là không chịu khen. Hoắc tinh dịp liền nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn gấu túi bàn sâu ở trên người hắn cắn hắn cái cầm, môi hồng răng trắng, lưu lại dấu răng ướt sủng, cùng với da thịt dính nhau tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, một tấc một tấc, ngứa đến trong tâm khảm. Cách nhau một bức tường một cái khác trong phòng học. Hoắc tinh dịp không tính cái hợp quần người, tư thái thước tha đứng tại đội ngũ phía sau cùng, nghe duy nhất quen điểm bạn học tiểu hồ phàn nàn, USB quên mang, giảng được luyện đồng dạng, thua thiệt chính mình sợ chụp điểm ấn tượng đem thích nhất nải nải xám nhuộm đen, thật khó chịu. Hoắc tinh dịp an ủi. Tái ông mất ngựa, vạn nhất bị đào thải không phải ngươi đây. Tiểu hồ rủ cục lấy mặt. Làm sao có thể không phải. Hoắc tinh dịp cười vỗ vỗ bả vai nàng. Hai người ký xong chữ đi theo đại bộ đội lần nữa trở lại phòng học, quả nhiên nghe thấy hàng phía trước tất tiếng sột soạt tốt đang nghị luận. Hẳn là hồ hoàng, nàng thấp nhất. Người ngược lại là thật đáng yêu, nhưng xác thực không ra. Nàng đi cũng không có việc gì a, à. nghe nói nàng ba ba vẫn là cửu cửu là đông đại tá trường, hậu trường có thế cứng rắn, tùy tiện tìm cửa sau đương phụ đạo viên liền tốt. Tiểu Hồ hướng Hoắc Tinh Diệp nhún nhún vai, Hoắc Tinh Diệp cười để nàng thoải mái tinh thần, không có lại đi tìm Lý Dĩnh mà là theo nàng ngồi xuống vị trí phía trước. Trên đài lão đầu tử ngón trỏ chống đỡ tại trên môi ra hiệu mọi người im lặng, trung khí 10 phần thanh âm tại trong loa phóng đại. Cuối cùng gần nửa cái nguyệt, trải qua lần thứ nhất thử giảng, lần thứ hai thử giảng, cùng cuối cùng ký tự nguyện sách xác nhận chờ khâu, chúng ta lần thứ hai thực địa phục chọn kết quả rốt cục ra. Người chủ trì ngắm nhìn bốn phía. Mọi người im lặng yên tĩnh, chớ khẩn trương, ở chỗ này chúng ta đầu tiên muốn chúc mừng trở lên những bạn học này, một trương thật dài bản biểu kéo xuống, đồng thời, cũng muốn cảm tạ một vị cùng chúng ta hạng một đôi hướng lựa chọn thất bại, cũng là lần này hạng một tương đương thụ truyền thông cùng thầy trò chú ý một vị đồng học. Có thể đem đào thải nói đến như thế văn nghệ không hổ là ngành trung văn giáo sư. Luôn cảm giác nói không phải hồ biển. Không phải tiểu hồ còn có thể là ai, dù sao hoắc ca nhi là lưu định, về sau chúng ta có thể thường xuyên đi cỏ tiết học của nàng dưới giảng đài các bạn học bảy tám phần soát lên mưa đạn tường trên giảng đài ninh giáo sư chậm rãi đem bản biểu kéo đến cuối cùng một mảnh màu xanh lá đặt cơ sở danh tự phía dưới màu đỏ bổ sung ngoài ý liệu ba chữ tàn thình lình một giây hai giây ba giây hiện trường bỗng nhiên sôi trào bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video